Chương 3021 Luân hồi. Chương 3021 Luân hồi nội chiến, cho nên trận này nhằm vào mấy cái hoàng tử thậm chí kỷ đệ tam. Nguyên chủ lực mưu hoa, không chỉ có có Lạc Trần bên này âm mưu. Còn có kỷ đệ tam nguyên bản thân nội chiến thúc đẩy, nếu không sự tình hẳn là phát triển không đến này một bước mà ở tiểu bí cảnh nội đích xác nhất hữu hiệu phương thức chính là đem đệ tam tiểu bí cảnh khẩu từ cấp lấp kín đây là chiều Phượng Hoàng tính toán cùng kế hoạch, đương nhiên, nàng tính lậu một chút. Đó chính là Lạc Trần bên này cư nhiên sẽ đem linh thể thu về, lão. Chà, có người đem dân cư ngăn chặn, chúng ta đi ra ngoài muốn tốn công. Thái tử gia đã thăm sáng tỏ tình huống, không vội. Lạc Trần bên này linh thể hấp thu cũng không phải ngắn ngủn thời gian là có thể đủ làm được, rốt. Cuộc số lượng quá khổng lồ, rồi sau đó còn cần luyện hóa cùng chuyển hóa, thừa dịp thời gian này chúng ta hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một chút cái này để tứ tiểu bí cảnh lạc trần mở miệng nói bởi vì cái kia lý thuần điên di động thượng thu được một cái tin tức hoặc là nói thu được vài điều tin tức này liền có điểm khoa trương ta không ở chỗ này làm xây dựng a tín hiệu như thế nào tới thái tử gia ngạc nhiên nói tuy rằng có tín hiệu nhưng là cái loại này tín hiệu là trung quy có chút kỳ quái hơn nữa là vô pháp tiếp thu cùng phát ra tin tức tín hiệu cùng loại với chỉ có vô tiến võng có. Thể lên mạng nhưng là lại không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác ta. Nhìn xem đều là cái gì tin tức. Thái tử ra lấy qua di động vừa thấy, điều thứ nhất tin. Tức, nhi tử, hôm nay buổi tối ăn cái gì đồ ăn, đệ nhị điều tin tức, đêm. Này ước ở nơi nào gặp mặt, đệ tam điều tin tức, người như thế nào không yêu ta, cái. Gì lung tung rối loạn. Thái tử ra vẻ mặt mờ mịt này tin tức đều là ông nói gà bà nói vịt. Liền ở hôm nay chiến đấu nhất nhiệt liệt thời điểm ta đi một chuyến xương mù bên kia. Thấy được hải thị thận lâu. Lý Thuần Điên mở miệng nói hắn không có tham dự chiến tranh. Mà là ở thăm dò phiến đại địa này cái dạng gì hải thị thận lâu. Thái tử ra hỏi cao. Ốc building còn thấy một chiếc xe lửa cái gì ngoạn ý xe lửa không tối. Lý Thuần điên móc di động ra, hắn chụp được tới, song song thế giới. Thái tử ra há mồm nói. Song song thế giới cái này khái niệm. Kỳ thật vẫn luôn không có được đến quá chứng thực nhắc tới song song thế giới. Nhất hỏa sự tình vẫn là phan trạch văn sự kiện, nói đơn giản chính là. Có cái thông qua trên mạng khai gián. Nói một cái thiên tân nổi danh cao trung bên trong có một cái đồng học gọi là Phan Trạch Văn, sự. Tình phát sinh ở 2013 năm, lúc ấy, hắn cùng đồng học Phan Trạch Văn. Còn có một cái khác đồng học bởi vì chơi cầu lông. Cuối cùng cầu lông rớt vào một túc xá trong lâu, cho nên bọn họ lúc ấy liền đi vào nhặt mấu chốt. Này một nhặt liền có chuyện, bởi vì chờ hắn ra tới lúc sau, Phan Trạch Văn không có ra tới. Nếu là không có ra tới, đi tìm người cùng nhau tìm. Hoặc là báo nguy không phải hảo sao, nhưng là vấn đề điểm mấu chốt chính là chờ hắn ra tới lúc sau hắn phát hiện thế giới này căn bản là không có phan trạch văn người này biến mất loại này biến mất không phải nói người biến mất mà là thế giới này không có bất luận cái gì một người biết có phan trạch văn người này tồn tại vô luận là trường học hồ sơ vẫn là lão sư vẫn là đồng học đều nói không có phan trạch văn người này hơn nữa lời thề son sát vô cùng tin tưởng thế giới này không có bất luận cái gì một chút về phan trạch văn tồn tại tin tức trừ bỏ cái này tương đối ly kỳ sự tình ở ngoài nước ngoài cũng từng cũng có một cái ở nhật bản sân bay phát hiện một cái trang điểm cổ quái cùng hành vi cổ quái người sau đó bị sân bay nhân viên công tác đề ra nghi vấn tiếp theo liền bắt đầu điều tra bởi vì phát hiện hắn nói hắn muốn đi trong tháp đức cái này quốc gia nhưng là căn bản liền không có cái gì trong tháp nước đức ra, theo sau liền đem hắn khấu lưu đi lên. Nhưng là ngày hôm sau, nam tử không cánh mà bay, này hai cái sự kiện đều là về song song thế. Giới sự kiện chỉ là trung quy là không có bất luận cái gì chứng cứ. Vô pháp đi nghiệm chứng thế giới này hay không có song song thế giới, mà đệ tứ tiểu bí cảnh nội. Nếu thật sự cùng thế giới song song có quan hệ, như vậy có tín hiệu. Có thể nhìn đến hải thị thận lâu hết thảy liền chẳng có gì lạ chỉ là nếu thật là song song thế giới như vậy luân hồi lực lượng lại như thế nào giải thích cái này địa phương bản thân liền có luân hồi lực lượng cho nên càng nhiều phương tiện lạc trần sử dụng luân hồi tự hồ vẫn luôn chính là một cái ngập trời đại bí mật đầu tiên đệ tư kỷ nguyên bên trong hiền giật tự hồ cùng luân hồi có thoát không được can hệ bởi vì đời thứ nhất hiền giật vô địch Thiên hạ, sau khi chết lại có đời thứ hai hiên giật, lại còn có có một cái quan trọng nhân vật. Minh Tiên, Minh Tiên cùng Luân Hồi cùng Đại Sơn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, tiếp theo chính là Lạc Trần chính mình, Lạc Trần có đệ nhất thế. Sau đó hiện tại lại có đệ nhị thế, lại đến chính là Thiên Vương, Thiên Vương ngoài thân thân. Đường Huyền Sách liền không nói, nhưng là đích xác xuất hiện hư hư thực thực Thiên Vương Luân Hồi người đường côn luân người này giống như là thiên vương luân hồi người giống nhau hơn nữa như là đại sư huynh như là thái tử gia còn có rất nhiều người tựa hồ tông cùng luân hồi có quan hệ lách không ra cái này vòng đặc biệt là lạc trần luân hồi nếu luân hồi chỉ là lạc trần còn hảo nhưng là tựa hồ luân hồi không chỉ là lạc trần còn có toàn bộ thế giới trọng sinh càng như là một loại trò chơi hồi đương giống nhau nhưng là ai có như vậy lực lượng cường đại làm hiện thực thế giới trực tiếp hồi đương điểm này phỏng chừng là chúa sáng thế đều rất khó nơi này bí mật đích xác quá nhiều trong sương mù mặt có cái gì lạc trần nhưng thật ra ở ngay lúc này đối với lý thuần điên hỏi đi vào nhìn một chút tựa hồ không có gì đồ vật như là thế giới không có xây dựng hoàn thành lý thuần điên trả lời nói xem ra còn phải chờ một chút hoặc là tự mình đi nhìn một cái Lạc Trần lập tức đi hướng tiểu bí cảnh chỗ sâu trong, Lạc Trần nhưng thật ra không cảm thấy nhất. Định chính là song song thế giới. Nhưng là nói không chừng tiên cổ đệ tứ tiểu bí cảnh thế giới phía dưới. Thật sự còn cất giấu một cái khác thế giới, thế giới kia cùng hiện giờ địa cầu còn có thế tục. Rất giống, cho nên, mới có thể làm tiên cổ tiểu bí cảnh bên này không có thần lực. Không có tiên lực, thậm chí là không có dị năng, giống như là một bức vẽ ra mặt kỳ thật còn bịt kín mặt khác một bức họa cho nên đệ tứ tiểu bí cảnh tuyệt không phải trước mắt nhìn đến như vậy đơn giản nơi này có lẽ ẩn tàng rồi một ít bí mật hơn nữa ba vị vương tiến vào trong đó mỗi một cái vương đô đối ứng một cái bí cảnh nơi này lại là có cái gì nguyên nhân đâu đặc biệt là thiên vương rốt cuộc hư hư thực thực thiên vương luân hồi thân đã xuất hiện mà thiên vương như thế nào sẽ luân hồi, giả thiết thiên vương muốn luân hồi, kia cũng nên ở trên địa cầu luân hồi. Như thế nào sẽ tới cái này địa phương đâu, rốt cuộc tiên giới kỳ thật là không có luân hồi, tiên. Giới thậm chí liền âm phủ đều không có, lạc trần trước sau cảm thấy nơi này không thích hợp. Đặc biệt là tiên giới cùng địa cầu bất đồng hoặc là quỷ dị, thoạt nhìn tiên giới không có âm. Phủ, không có luân hồi thực bình thường, nhưng là này thoạt nhìn bình thường tình huống. Lại hẳn là không bình thường nhất sự tính. Chương 3022 lựa chọn. Chương 3022 lựa chọn Lạc Trần hướng tới sương mù chỗ sâu trong đi đến, không biết đi rồi rất xa. Không biết đi rồi bao lâu, bởi vì nơi này tình huống thực không giống nhau. Nơi này thời gian phảng phất là vĩnh hằng giống nhau, lại hoặc là nói. Ở chỗ này vô pháp phán đoán thời gian chảy xuôi, Lạc Trần móc ra chính mình di động. 7 giờ 35, nhưng là Lạc Trần tiến vào sương mù bên trong. Lạc Trần đã đi rồi không sai biệt lắm thượng trăm dặm, Lạc Trần tiến vào phía trước nhìn thoáng. Qua thời gian, 7 giờ 29, liền tính là chậm rãi đi trước, đã đi rồi thượng trăm dặm. Cũng không có khả năng mới qua đi một phút thời gian, hoặc là chính là di động hỏng rồi. Hoặc là chính là nơi này thời gian có vấn đề. Mà Lạc Trần càng nguyện ý tin tưởng người sau, không chỉ là thời gian. Thậm chí cảm giác thượng cũng có một ít vấn đề, Lạc Trần tiếp tục đi trước hướng về càng sâu chỗ tiếp tục đi tới hắn không có mang lên vệ tử thanh đám người tuy rằng bắt đầu thời điểm vệ tử thanh đám người khăng khăng muốn theo vào tới nhưng là lạc trần lại kiên trì một mình một người tới bởi vì không rõ ràng lắm tình huống bên trong cũng không biết bên trong hay không có không biết nguy hiểm phía trước sương mù tràn ngập nồng đậm sương mù như là không hòa tan được giống nhau phương hướng giống như cũng đã sớm vô pháp đã biết giờ phút này lạc trần như là nhắm mắt lại đi giống nhau dựa theo thường nhân tới nói bất luận cái gì một người nhắm mắt lại đều không thể đi thẳng tắp đây là một cái thần kỳ sự tình nhưng là lạc trần bằng vào cường đại thân thể tố chất vẫn là có thể ở giống như nhắm mắt giống nhau đi tới thẳng tắp mà không phải tại chỗ vòng quanh cảm giác càng ngày càng mơ hồ phía trước sương mù chảy xuôi mà đi có thể nhìn đến phía trước tình huống đó là một mảnh đổ nát thê lương một trận cổ xưa phi cơ thẳng tắp dừng lại ở nơi đó dỉ xét loang lổ như là đánh rơi ở chỗ này rất nhiều năm giống nhau chỉ cần là nhìn đến phi cơ vậy thuyết minh một việc đó chính là cái này địa phương cùng địa cầu hiện đại văn minh giống nhau hoặc là tương tự hoặc là nói có quan hệ lạc trần tới gần kia giá rơi xuống phi cơ như là một trận phun khí thức kiểu cũ phi cơ, mà ở nơi này, cũng không có phát hiện thi hài. Trên phi cơ trống rỗng, vỡ vụn trước kính chắn gió trước chỉ có một trống rỗng ghế dựa, đồng. Thời trên phi cơ trừ bỏ loang lổ gì xét. Còn có một ít rêu xanh này đó rêu xanh không biết đã đã bao lâu, phi cơ mặt khác một đầu. Cắm vào nham thạch, nham thạch kín kẽ, như là lớn lên ở bên trong giống nhau. Này liền rất kỳ quái, bởi vì đầu tiên nếu phi cơ rủi ro bình thường tới nói giống nhau đều là trước tiên chấm đất, nhưng là cái này phi cơ là cái đuôi. Trước chấm đất, hảo đi, cái đuôi trước chấm đất liền chấm đất đi là như thế nào cắm vào nham. Thạch bên trong, cắm vào trong đất còn hảo giải thích, cắm vào nham thạch. Liền không hảo giải thích, rốt cuộc sắt thép tuy rằng cứng rắn. Nhưng là muốn cắm vào nham thạch, tựa hồ cũng rất khó, hơn nữa nếu thật sự có như vậy đại lực lượng lời nói như vậy phi cơ bị hao tổn tình huống cũng không phải như vậy cho nên sự tình từ nơi này bắt đầu liền để lộ ra quỷ dị lạc trần cẩn thận xem xét phi cơ xác nhận này vài giờ sau tiếp tục đi trước bỗng nhiên lại trước mắt sáng ngời bởi vì lạc trần phát hiện một cái khác đồ vật đó là một cái thật lớn la ban như là một cái thật lớn đĩa bay nhưng kia thật sự chính là một cái thật lớn la ban kia mặt trên có khắc chính là dịch kinh, dịch kinh có về tàng, liền sơn. Cùng chu dịch kỳ thật hiện có ở thế giới này chỉ có chu dịch. Mà liền sơn cùng về tàng đều đã thất truyền, phía trước lạc trần kỳ thật đã kiến thức qua liền. Sơn dễ, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là về tàng vẫn luôn không có nhìn thấy, nhưng là giờ. Phút này lạc trần phát hiện, trước mắt là bàn thượng điêu khắc dịch kinh. Khả năng thật sự chính là về tàng dễ, là bàn thật sự rất lớn. Ước chừng có ba cái sân bóng như vậy đại, một nửa cắm vào đại địa bên trong. Một nửa lộ ở bên ngoài, la bàn thượng điêu khắc cổ xưa văn tự, lạc trần phân biệt một chút. Xác nhận một chút, thật là về tàng dễ, sau đó lạc trần đi tới la bàn trước mặt. Muốn đem la bàn dọn lên, rốt cuộc muốn xem xét hoàn chỉnh về tàng dễ, kết quả lạc trần dùng một chút lực mới phát hiện, này hảo gia hòa này là bàn trọng lượng quả thực có thể so với một viên tinh cầu cũng may cái này địa phương có thể sử dụng nhân đạo đỉnh lực lượng chẳng sợ không phải toàn thịnh thời kỳ lực lượng lạc trần vẫn là có thể dọn đến động kết quả lạc trần đột nhiên dùng sức một dọn ầm vang toàn bộ đệ tứ tiểu bí cảnh như là động đất giống nhau mà sương mù bên ngoài thái tử ra bọn họ bên kia lập tức liền cảm nhận được làm sao vậy đại địa chấn động lay động ai làm đạn hạt nhân cấp cò đây là mọi người phản ứng đầu tiên, bởi vì chỉ có đạn hạt nhân có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng là ngay sau đó, mọi người lại cảm thấy đạn hạt nhân đều không thấy được nháo đến ra lớn như vậy động tĩnh, bởi vì đệ tứ tiểu bí cảnh. Nội kỳ thật đạn hạt nhân uy lực tuy rằng đối người lực sát thương đại, nhưng là đối với đại địa cùng hoàn cảnh thương tổn, vẫn là yếu bớt đạn. Hạt nhân sẽ cấp cò sao? thái tử ra hướng tô lăng sở hỏi đạn hạt nhân sẽ cấp cò sao tô lăng sở lại hướng người khác hỏi đạn hạt nhân giống như sẽ không không biết ai cái này thật sự không có nghiên cứu quá người kia cũng không hiểu ra sao đạn hạt nhân cấp cò này thật sự chưa từng nghe qua mà lạc trần dọn khởi la bàn cuối cùng dứt khoát lại mở ra trong cơ thể môn bởi vì thứ này hiển nhiên cũng là một cái thứ tốt tuy rằng không biết là cái gì tài chất làm nhưng là hiển nhiên thứ này chất lượng đặt ở nơi này thật lớn môn hộ đem la bàn toàn bộ thu nạp đi vào lạc trần tiếp tục đi trước sau đó liền lại có tân phát hiện bởi vì phía trước còn có một cái cũ xưa radio radio bên cạnh phóng một mặt lá cờ lá cờ như là nào đó pháp bảo này liền thực hỗn loạn rốt cuộc hiện đại sản vật cùng pháp bảo đặt ở cùng nhau đồng thời còn có một cái thật lớn hình tròn tấm chắn tấm chắn như là đến từ olympus sơn giống nhau, cái này làm cho lạc trần nghi hoặc càng ngày càng nặng. Đây đều là chút cái gì liền bảy tám tao, không hề quy luật đáng nói. Hơn nữa ở phía trước cư nhiên còn có một đĩa đậu phộng, lạc trần suy đoán. Này như là một cái không gian loạn lưu thời đại giống nhau. Các loại các thời đại đồ vật tựa hồ đều ở chỗ này, hơn nữa phía trước còn xuất hiện một cái lâu. Đài cổ, lâu đài cổ đã tàn phá, mấu chốt là lâu đài cổ thượng còn có một cái hắc bạch tivi treo ở một bên, thật là các thời đại không gian loạn lưu sao? Lạc Trần đang tìm kiếm, nhưng là trước sau không có tìm kiếm đến, bởi vì nếu là thời không loạn. Lưu, mấy thứ này luôn có cái cái khe giống nhau động mới có thể rớt xuất hiện đi, nếu không mấy. Thứ này như vậy sẽ trống rỗng xuất hiện, nhưng là càng đi đi. Bên trong luân hồi lực lượng liền càng lúc càng lớn, Lạc Trần bốn phía mang theo một cổ luân hồi chi lực đó là nơi này bản thân luân hồi chi lực cùng lạc trần trên người luân hồi lực lượng sinh ra cộng minh loại này luân hồi chi lực tựa hồ cuồn cuộn không ngừng rốt cuộc ở không biết bao sâu địa phương lạc trần thấy được nơi đó có một cái thật lớn môn cái kia môn không biết là cái gì tài chất nhưng là rất cao lớn mà ở cửa lại điêu khắc một ít tự này đó tự là dùng tiên giới cổ xưa văn tự viết nhưng là lời nói câu nói lại là hiện đại địa cầu như vậy nếu có thể lựa chọn chính mình sinh ra cùng quyết định chính mình nhân sinh phải đi lộ. Người sẽ như thế nào tuyển Chương 3023 thiên ti vạn lũ. Này liền càng thêm kỳ quái, bởi vì lời này ý tứ là giống như có thể lựa chọn tân nhân sinh cùng. Tân bắt đầu, nhưng là nhân sinh trên đời rất nhiều chuyện kỳ thật là không có lựa chọn. Đặc biệt là chính mình sinh ra, có nhân sinh tới vinh hoa phú quý, trời sinh là thiếu gia công chúa có nhân sinh tới thân cường thể tráng cao cao tại thượng có nhân sinh tới cũng sinh ra hèn mọn thanh hàn có nhân sinh tới thông minh có nhân sinh tới ngu dốt sinh ra đây là bất luận kẻ nào tự hồ đều không thể lựa chọn sự tình giống như là lạc trần giống nhau lạc trần không có có thể lựa chọn chính mình sinh ra cho dù là cường như thái hoàng hiên giật cũng không có có thể lựa chọn chính mình sinh ra sinh ra này hình như là tùy cơ sinh ra như lá dụng có lá dụng rừng ở trong nước có lá dụng rừng ở bùn đất có rừng ở trên thân cây này vô pháp lựa chọn sinh ra vô pháp lựa chọn nhân sinh liền có thể lựa chọn sao tuy rằng lạc trần tưởng nói nhân sinh đích xác có thể lựa chọn nhưng là ngẫm lại lời này kỳ thật cũng mang theo vài phần tâm linh canh gà hương vị ở bên trong rất nhiều người thậm chí đại bộ phận người là vô pháp lựa chọn chính mình nhân sinh có thể lựa chọn chính mình nhân sinh người, kỳ thật ít ỏi có thể đếm được xác định không có nguy hiểm sau. Lạc Trần mới đi vòng vèo trở về mang theo thế tục một đám người đi tới nơi này, bên trong cánh. Cửa không biết là cái gì, nhưng là ngoài cửa, mọi người tụ tập, lời này có tật xấu a. Thái tử ra vuốt đầu mình mở miệng nói, hắn giờ phút này mắt ngọc mày ngài, trắng trẻo mập mạp. Trông rất đẹp mắt, nơi nào có tật xấu, sinh ra như thế nào tuyển ta còn tưởng trở thành cha ta thân nhi từ đâu? Thái tử gia bất mãn nói, đó là ngươi tu hành không đủ, ngươi thử xem tiếp theo cứu vớt một chút hệ ngân hà. Hồng Biêu mở miệng nói, như thế nào, Hồng Thúc ngươi cũng có ý tưởng, ai? Không hy vọng làm một cái nằm thẳng tiên giới thái tử gia. Ai còn không có điểm theo đuổi? Hồng Biêu mặt dày vô sỉ mở miệng nói, ngươi, này theo đuổi cũng không phải là một chút mà là si tâm vọng tưởng, ngươi trước thu phục mẫu thân cái này quan khẩu đi. Người xem ta lão cha như là để ý tư tình nhi nữ bộ dáng sao, cũng. Không biết tử uyển a di khi nào có thể thượng phanh, thái tử ra lời nói không có nói xong. Đã bị một cái tát phiến bay ra đi, này một cái tát xuống dưới. Thái tử ra chính là đau nửa ngày không có bò dậy. Hơn nửa ngày, thái tử ra che lại eo xoa mông mới khập khiễng đã đi tới, hồng thúc ngươi cái này theo đuổi sợ là vĩnh viễn cũng hoàn thành không được kết quả hồng biêu nói năng thận trọng đưa cho thái tử ra một cái ngươi xem ta nhiều thông minh biểu tình lời này như thế nào còn có nói lựa chọn nhân sinh vệ tử thanh nhíu mày nói lựa chọn nhân sinh đã có thể càng kỳ quái hơn sợ không phải ở khoác lá thái tử ra bất mãn nói thiên vương như thế nào tiên hoàng thì thế nào thiên Hoàng cường đại sao, này ba cái, một cái đã chết lão bà, tiếc nuối trung thân. Một cái đã chết muội muội quá bụa trung thân, một cái hài tử không có bị tán thành. Cuối cùng ảm đạm rời đi. Thái tử ra lời bình nói, đếch, xác cường như này ba người, không đều không thể lựa chọn chính mình nhân sinh sao, bởi. Vì nếu có thể lựa chọn, bọn họ sẽ làm này đó tiếc nuối cùng ảm đạm thần thương sự tình phát sinh sao hiển nhiên đây là không hiện thực không đúng này tự có chút vấn đề vương thành mở miệng nói cái gì vấn đề lạc trần cũng nhìn về phía vương thành bởi vì này tự vấn đề lạc trần cũng không có nhận thấy được này tự thể như thế nào như là game kinh dị tự thể vương thành không xác định mở miệng nói hắn ở game kinh dị bên trong ngốc thời gian thật lâu cũng so lạc trần đám người muốn càng thêm biết một ít chi tiết cái gì Mọi người kinh hô một tiếng, game kinh dị tự thể, đúng vậy, khủng bố bí cảnh tự thể. Vương Thành gật đầu nói, có ý tứ gì, tự. Là tiên giới cổ xưa văn tự, lời nói là hiện đại bạch thoại, nhưng là tự thể, các ngươi xem. Người kia tự còn có cái kia chữ lạ, đuôi bút đều sẽ xông ra tới một ít. Mặt khác tự cũng có cùng loại tình huống. Vương Thành quan sát rất nhỏ tiết, hơn nữa Vương Thành đích xác muốn so những người khác càng thêm hiểu biết khủng bố một ít chi tiết cái. Này tự thể thật sự giống như chính là game kinh dị tự thể, ngươi. Ý Tư nói, nơi này cùng game kinh dị có quan hệ. Thái tử gia cũng ngốc như, vậy không phải thực hảo giải thích sao, nơi này vô pháp sử dụng thần lực tiên lực, thậm chí là dị năng. Game kinh dị không phải am hiểu làm này đó sao? Vương Thành hỏi ngược lại, phía, chứ không phải nói game kinh dị lấy hiện đại văn minh ở làm thực nghiệm sao? như vậy vừa nói nhưng thật ra càng hợp lý thái tử ra nghiêng đầu nhìn về phía những cái đó tự đích xác hiện đại văn minh vũ khí phía trước liền nói nếu ở một cái thần lực không có tiên khí linh khí thậm chí các loại hư vô lực lượng đều không tồn tại địa phương cái gì vũ khí lợi hại nhất đương nhiên là hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí đầu tiên tuy rằng võ thánh hoặc là phía trên một ít người có thể khiêng được đạn hạt nhân nhưng là nhân lại còn ở nghiên cứu cùng phát triển. Sớm hay muộn có một ngày sẽ nghiên cứu ra siêu việt đạn hạt nhân phía trên. Uy lực so với đạn hạt nhân còn phải cường đại vũ khí, tiếp theo tạo thành một cái võ thánh yêu. Cầu bao nhiêu thời gian mà tạo một viên bom nguyên tử đâu, nếu thật sự bất kể hậu quả. Đại gia văn minh liên thủ, thậm chí đều có thể làm ra một cái dây chuyền sản xuất. Sản xuất hàng loạt đến nỗi khác vũ khí vậy càng đừng nói nữa, ở một cái thuần vật chất thế giới bên trong, hiển nhiên, hiện đại vũ khí mới là nhất khủng bố cùng đáng sợ nhất. Không nói tặc hư lực, chủ yếu là một người bình thường cầm một khẩu súng. Đều có thể đủ cùng giống nhau võ lâm cao thủ làm một trận. Thậm chí ổn thắng, mà đệ tứ tiểu bí cảnh, thấy thế nào? Tự hồ đều cùng loại này thuần vật chất thế giới thực tương tự, chẳng. Lẽ không phải ba vị vương làm bố cục, đây là game kinh dị thí nghiệm trang thái tử gia kinh ngạc nói game kinh dị thoạt nhìn chẳng ra gì nếu đặt ở hiện tại thoạt nhìn còn không bằng một cái vô ngã sơn đâu nhưng là game kinh dị tự hồ tổng ở ngươi không tưởng được địa phương bỗng nhiên liền mạo cái đầu sau đó lưu lại một đống lớn không thể hiểu được đồ vật lại lặng yên biến mất không thấy được vạn nhất là tam vương cùng game kinh dị liên thủ đâu hồng biêu thuận miệng nói một câu tam vương cùng game kinh dị liên thủ này đã có thể có điểm ý tứ, khó trách thái cổ minh ước sẽ thua. Thái tử ra vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chú. Ý ngươi lập trường, người trước kia không thái cổ minh ước khởi sướng người sao? Vương Thành hào tâm nhắc nhở nói, đó là đời trước nữa sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Thái tử ra trợn trắng mắt, nhưng thật ra lời này thấy thế nào như thế nào có ý tứ? Thái tử ra tiếp tục mở miệng nói, làm sao vậy, sinh? già cùng nhân sinh đều có thể lựa chọn, không đều thành toàn năng thần sao, hẳn. Là không có đơn giản như vậy. Lạc Trần mở miệng nói, có. Khả năng là ngươi có thể lựa chọn sinh ra, cũng có thể lựa chọn trải qua sự tính. Gặp được người, nhưng là cuối cùng kết quả rốt cuộc như thế nào, vẫn là đến xem chính ngươi. Ta lý giải, giống như là có chút người một tay hảo bài đánh nát như giống nhau. Thái tử ra nhìn về phía hồng biêu. mươi 3024 Phượng Hoàng tây đại trụ cuồn cuộn sao trời ở hư vô bên trong một viên tiếp theo một viên dựng ở nơi đó, nơi. Đó đã từng là Phượng Hoàng sao huyệt nhưng là bốn nghìn nhiều năm trước Phượng Hoàng ngang trời xuất. Thế, nó so chân long còn có côn bằng còn muốn khủng bố, bởi vì nó xuất thế thời điểm. Cũng đã cơ hồ muốn muốn đặt chân thiên tôn chi liệt lúc ấy. Toàn bộ tiên giới nháy mắt sôi trào, mỗi người đều cho rằng hy vọng tới, rốt cuộc lúc ấy hồng chân tướng cũng không có thành tựu thiên tôn thuộc về tiên giới trận danh người bên trong không có bất luận cái gì một người căng đến khởi tiên giới bề mặt nhưng là phượng hoàng ngang trời xuất thế cấp mọi người mang đến hy vọng phượng hoàng mở ra hai cánh xây dựng phượng hoàng thiên cung nó bổn vô địch thế gian có bất tử thân thể nhưng là triều phượng hoàng tới triều phượng hoàng vốn dĩ không gọi triều phượng hoàng sau lại Nàng cắn nuốt Phượng Hoàng, thành Triều Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng ở trận chiến ấy bên trong. Đối thủ là Triều Phượng Hoàng trong tay cái kia võ đạo đỉnh. Võ đạo chí tôn, cái kia thần linh này đây võ đạo thành tựu thần linh, cho dù là mất đi thần lực. Như cũ có cực kỳ khủng bố chiến lực trận chiến ấy, đánh ước chừng 3 năm, bởi vì Phượng Hoàng có bất tử thân thể, Phượng Hoàng cường đại không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng đáng sợ không cần nhiều lời, nó uy chấn thiên hạ với nghiệp hòa bên trong không ngừng trọng sinh nhưng là nó cuối cùng vẫn là ngã xuống vẫn là bị giết sau đó bị cắn nuốt trận chiến ấy bị người dùng núi sông địa lý cầu ký lục xuống dưới hiện giờ đưa đến thái tử ra bên này bởi vì cái kia võ đạo chí tôn muốn tới triều phượng hoàng bên kia rốt cuộc phải đối đệ tứ tiểu bí cảnh nội người xuống tay thái tử ra phía trước liền bắt được giờ phút này ở xương mù cổng lớn mở ra kia đoạn ký lục đó là một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử nàng dáng người thon dài nàng lửa đỏ tóc dài phiêu diêu nàng đứng ở trong hư không bễ nghễ kỷ đệ tam nguyên đại quân muôn vàn đại quân đã đem nàng bao quanh vây quanh phượng hoàng hóa thành hình người nữ tử nàng lẻ loi một mình tay cầm lửa cháy trường thương một bộ đỏ tươi chiến giáp áo choàng ở trên hư không bên trong nhộn nhạo phiêu giật Tuyệt mỹ trên má tràn ngập sát khí, giữa mày chỗ có một đóa ngọn lửa ở nhảy lên. Nàng một người một thương, rằng có muôn vàn thần linh đại quân, kỷ đệ tam nguyên đại quân bên. Trong, hiện tại triều phượng hoàng cao ngồi ở một phen vương tọa thượng. Từ thần linh thác đỡ ở trên hư không bên trong, mà xuống phương. Một cái vĩ ngạn như núi nam tử đi hướng phượng hoàng, cái kia nam tử đó là kỷ đệ tam nguyên võ. Đạo chí tôn, hắn cả người hơi thở giản dị tự nhiên tựa hồ thần lực ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới, ngàn vạn đại quân bên trong. Hắn lẻ loi một mình đi ra, trong phút chốc thiên địa nở rộ vô tận sóng gợn. Đó là võ đạo lực lượng, trí cương trí cường, cương mãnh bá liệt. Hắn quanh thân nháy mắt nổ mạnh mở ra một cổ khủng bố khí thế, hằng, nhưng bất tử. Võ đạo trí tôn mở miệng nói, thanh âm già nua mà lại bá đạo ta. Vì tiên giới bảo hộ, vĩnh không đầu hàng. Phượng hoàng thanh âm thanh lãnh nhưng là ngạo cốt kinh người ầm vang trong hư không bạo phát đại chiến võ đạo chí tôn thủ đoạn hơn người gần chỉ là nhất chiêu khiến cho phượng hoàng trên người hồng giáp nhiễm huyết máu tươi vẩy ra nàng bụng bị một quyền đánh ao hãm khóe miệng chảy xuôi ra máu tươi nàng trường thương căn bản vô pháp đâm vào đối phương thân thể nửa phần trực tiếp bị chắn bên ngoài không phải phượng hoàng không đủ lợi hại mà là vị này võ đạo chí tôn quá cường đại cảm giác áp bách 10 phần, Phượng Hoàng dùng trường thương ổn định thân thể. Máu tươi ở khóe miệng không ngừng nhỏ giọt. Sau đó nàng con ngươi bên trong chiến đấu dục vọng lửa nóng. Trong ánh mắt trước sau chưa từng giảm diệt nửa phần chiến ý, hằng, nhưng bất tử. Võ đạo chí tôn như cũ lạnh băng mở miệng nói, nhưng chết, không hàng. Phượng Hoàng múa may trong tay trường thương. Chỉ hướng về phía võ đạo chí tôn, ầm vang thiên nhạc vỡ ra, cuồn cuộn vô tận thiên hỏa mà đến. Vây quanh hết thảy, Phượng Hoàng lẻ loi một mình, trực tiếp nhảy vào Thần Linh Đại Quân bên trong, nàng trường thương sở hướng. Thẳng tiến không lùi, bễ nghễ tứ phương, nhưng là nàng lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Nàng thân hình rách nát, tuy rằng ở nhanh chóng chữa trị. Nhưng là như cũ tao ngộ bị thương nặng, lửa cháy tập thiên, vô biên nghiệp hỏa đốt cháy. Phượng Hoàng lại lần nữa dục hỏa trùng sinh. Mà giờ phút này võ đạo trí tôn lại trước tiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Một phen bóp lấy nàng cổ chết hoặc là hàng Phượng. Hoàng khinh miệt cười, trong tay trường thương một vãn, trực tiếp quay lại đầu thương. Tiếp tục hướng tới võ đạo trí tôn thọc đi, len keng, trường thương uốn lượn. Võ đạo trí tôn trực tiếp bóp gãy Phượng Hoàng cổ, Phượng Hoàng thân hình phát ra một tiếng thảm thiết hót vang toàn bộ thân hình bỗng dưng hóa thành ngọn lửa nhưng là võ đạo trí tôn thân hình giống như tháp sắt giống nhau vô pháp lay động đứng ở nơi đó sau đó giơ tay chính là một quyền đây là võ đạo lực lượng giống như năm đó thiên vương giống nhau đây cũng là vì sao thiên vương đáng sợ duyên cớ bởi vì võ đạo nhất lực phá vạn pháp trong hư không biển lửa bỗng nhiên nổ tung hiển nhiên còn không có niết bàn liền tao ngộ càng vì khủng bố một kích nghiệp hỏa hóa thành một con thật. Lớn Phượng Hoàng, đột nhiên một tiếng hót vang, đó là khủng bố hót vang. Phượng Hoàng chi lực quay quanh mà ra, hết thảy lực lượng tại đây một khắc trực tiếp bằng vì quỷ. Dị phương thức hỗn hợp ở cùng nhau, từng đạo đáng sợ lực lượng. Như là từng đạo cuồng phong thổi qua tới giống nhau, kia cổ lực lượng. Có thể dễ dàng hủy diệt nguyên tử hạt nhân nơ tròn chờ nhỏ bé hạt, nháy mắt nổ nát hết thảy. Nhưng là, đáng tiếc chính là võ đạo chí tôn vẫn là đứng ở nơi đó. Trước sau chưa từng di động quá nửa phân, hắn gần là tóc thổi tan, biển lửa còn không có hoa khai. Một cái màu đỏ thân ảnh đánh úp lại, trường thương thẳng phá võ đạo chí tôn, nhưng là hắn cũng chưa từng trốn tránh. Mặc dù là này một kích uy thế đủ để diệt sát hết thảy, sau đó đông lại là một quyền. Không hề hoa lệ đáng nói, hắn nắm tay như là thiên địa một kích, Phượng Hoàng bay ngược đi ra ngoài, hụ ra máu tịch, ngươi. Căng không được bao lâu, hằng, nhưng bất tử. Võ đạo chí tôn lạnh nhạt mở miệng nói. Ta là tiên giới bảo hộ thần thú, ta nếu hàng, tiên giới lưng liền không có, không? Cần nhiều lời, thà chết không hàng. Phượng Hoàng mở miệng nói, nàng trong mắt mang theo quật cường. Mang theo quyết tuyệt, nàng thần khu giải thể, lại lần nữa hóa thành từng đạo ngọn lửa. Sau đó lần lượt niết bàn, phanh, phượng hoàng cùng quật cường, nhưng là thực đáng tiếc. Võ đạo chí tôn quá mức cường đại rồi. Cường đã tới rồi nào đó không thể chạm đến nông nỗi, bởi vì hắn là võ thần, võ thần chi lực. Dung chuyển trời đất, con ngươi trợn mắt, chém xuống thế gian hết thảy đại địch, hắn con ngươi mở. Nháy mắt bạo phát khủng bố tiệt luân lực lượng, lực lượng nháy mắt áp sụp mà đi một con phượng hoàng bị dần dần áp súc dần dần thu nhỏ cuối cùng thân thể cao lớn lại hóa thành một con giống như chim sẻ giống nhau bị võ thần cũng chính là võ đạo chí tôn nắm giữ ở trong tay tu hành không dễ hàng vẫn là chết ti một tiếng bén nhọn thanh âm kia chim sẻ lớn nhỏ phượng hoàng nhổ ra que diêm lớn nhỏ ngọn lửa sau đó bị võ thần bóp nát võ đạo chí tôn lãnh khóc vô tình, ngọn lửa lại lần nữa hoa khai, đầu hàng A, nàng như thế nào như vậy quật đâu. Thái tử ra đôi mắt đều đỏ, nhưng là kỳ thật kết quả sớm đã chú định. Này chỉ là một hồi đại chiến di lưu hình ảnh. Trường 3025 Võ Thần Trường 3025 Võ Thần biển lửa bên trong, Phượng Hoàng lại lần nữa đứng lên, nàng còn chưa chết niết. Bàn trọng sinh mà đến, hơn nữa một lần sau so một lần cường đại kỷ đệ tam nguyên đã từng cũng có một cái bảo hộ phượng hoàng nàng chết ở trong tay của ta ngươi đánh không lại ta ngươi chịu thua thần phục ta nhưng không giết ngươi võ đạo chí tôn tựa hồ vẫn luôn có tích tài chi tâm bởi vì đây là phượng hoàng là tiên giới bảo hộ thần thú nếu có thể làm phượng hoàng cúi đầu như vậy tiên giới nhân tâm liền rất dễ dàng bị chinh phục nhưng là phượng hoàng thật sự quá quật cường nàng thân hình càng ngày càng yếu nhỏ lực lượng càng lớn nhưng là nàng tự thân lại càng ngày càng nhỏ bé màu đỏ chiến giáp phiêu ở trong thiên địa nàng trong tay trường thương niết gắt gao thần phục ta có ký ức ta kia cổ xưa ký ức người biết ta đã từng thân phận sao phượng hoàng trong mắt hiện lên một bóng hình nàng là thiên địa ý chí hóa thân nhưng là hắn lại cũng là người kia đã từng tiên pháp tiên pháp hóa thành thật thể sinh mệnh người kia quét ngang thiên hạ một phen táng long tước chém giết chiến thần, kia tuy rằng là nàng một bộ phận không hoàn chỉnh. Ký ức nhưng là Phượng Hoàng nhớ rõ, nàng cùng người kia có nói không rõ quan hệ. Nàng xuất hiện giống như chính là bởi vì người kia, cho nên. Nàng mới đạt được trở thành sinh mệnh tư cách, thân phận của nàng không cho phép nàng cúi đầu. Thần phục ngươi lại tính thứ gì, bao gồm nàng. Phượng Hoàng chỉ hướng về phía vương tọa thượng cái kia nữ tử, ngươi khăng khăng tìm chết võ đạo trí tôn trong mắt bốc cháy lên sát khí tới võ đạo trí tôn đột nhiên công kích mà đi cương mãnh bá đạo lực lượng quét ngang này một kích phượng hoàng ngăn không được trường thương tại đây một khắc rốt cuộc đứt gãy lão cha nàng cùng hiên giật có quan hệ thái tử ra giờ phút này kích động mở miệng nói giờ phút này lạc trần nghe tiếng nhìn về phía kia đoạn ánh giống hiên giật đã từng công pháp chi nhất phượng hoàng loại công pháp cái này công pháp hiện giờ có sinh mệnh sau đó ở thứ năm kỷ nguyên hóa thành thứ năm kỷ nguyên bảo hộ thần thú chỉ là một bộ phận công pháp không hoàn chỉnh lạc trần nhíu mày nói vừa mới lạc trần căn bản không có đi để ý hiện tại lại thấy được phượng hoàng thực quật cường nàng chết đi một lần lại một lần sau đó niết bàn một lần lại một lần nàng rất mạnh nhưng là cái kia thần càng cường đại một trận chiến này kết cục ra sao vệ tử thanh hỏi nàng chết trận, hiện tại cái kia võ đạo chí tôn hẳn là đã tới tìm chúng ta. Ta tưởng trước tiên hiểu biết đối phương. Thái tử ra mở miệng nói, Phượng Hoàng còn ở dũng mãnh không sợ chết khởi sướng công kích. Nhưng là nàng máu tây trung quy có chảy xuôi kết thúc kia một ngày. Nàng lực lượng cũng trung quy có biến mất kia một khác mỗi một lần niết bàn lúc sau. Nàng kỳ thật đều ở thiêu đốt chính mình thọ nguyên, cuối cùng tóc trắng xóa, đã không có bất luận cái gì máu, nàng già rồi, như là một cái bà lão. Nàng trở nên xấu xí bất kham, da bọc xương đầu, nhưng là nàng vẫn là không chịu cúi đầu, nàng. Nhặt lên đã đứt gãy trường thương, nhằm phía võ đạo trí tôn, đều. Làm được cái này phân thượng, đáng giá sao? Võ đạo trí tôn một bàn tay ấn xuống phượng hoàng, tiên. Giới, bảo hộ tiên giới, là chức trách của ta, bọn. Họ không có người tới giúp ngươi, ngươi còn muốn bảo hộ bọn họ võ đạo trí tôn một lóng tay hư vô phía dưới là vô số người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phượng hoàng một đám ánh mắt ở mênh mông đại địa ngẩng đầu nhìn về phía hư không phía trên bọn họ đích xác không có người đi hỗ trợ cũng không có người ta nói câu nói hư vô bên trong chỉ có phượng hoàng ở phản kháng người như vậy ngươi muốn bảo hộ võ đạo trí tôn cười lạnh nói bảo hộ là chức trách của ta không phải bọn họ bảo hộ ta phượng hoàng già nua thanh âm lại lần nữa vang lên, cuối. Cùng một lần, ngươi không có niết bàn năng lực ta lần này lúc sau, ngươi sẽ chết, hoặc là ngươi hàng. Võ đạo trí tôn lại lần nữa bức bách nói, kết quả chính là phượng hoàng tái nhợt. Tay, khô khóc tay, sau đó cầm lấy đứt gãy trường thương. Nàng gõ một chút võ đạo trí tôn, bởi vì nàng chính mình đã không có sức lực cùng tinh khí. Nàng đã chết tinh nguyên hóa mở ra, chỉ có ngươi một cái, buồn cười tiên giới vương tọa thượng nữ tử duỗi tay, sau đó hóa khai tinh nguyên bay lên. Tới rồi nàng trước mặt, nàng lạnh nhạt cười. Sau đó nuốt rớt tinh nguyên, nàng chính là triều phượng hoàng, chỉ có đứt gãy trường thương rơi. Dụng đi xuống, ầm vang, cuối cùng trường thương rừng ở núi rừng bên trong, thái tử ra thở dài một. Tiếng, cái kia chính là võ đạo trí tôn. Vệ tử thanh chỉ vào cái kia cường tráng thân ảnh, chính là hắn, dùng võ nhập đạo thành tựu mang thiên đại thần danh hiệu thiên đạo đại thần cũng là võ thần càng là võ đạo chí tôn kỷ đệ tam nguyên võ đạo chí tôn thái tử ra giới thiệu nói hắn nói thực đáng tiếc không có cùng thiên vương một cái thời đại đó là hắn tiếc nuối khẩu khí lớn như vậy hồng biêu khinh thường nói ý tứ này hắn còn tưởng cùng thiên vương tranh phong không thành nhìn dáng vẻ là đúng rồi muốn hay không đem võ si gọi tới thái tử gia bỗng nhiên mở miệng nói kêu hắn tới làm gì hắn lại đánh không lại mà giờ phút này lạc trần cảm ứng được một cổ khí huyết mênh mông tới lạc trần hướng tới sương mù ngoại đi đến dùng đạn hạt nhân sao hồng biêu hỏi vô dụng hắn dùng võ nhập đạo là võ đạo chí tôn thiên đạo đại thần nơi này áp chế không được hắn chỉ có thể lão cha ra tay chính là nơi này đối nhân đạo vẫn là có chút áp chế vệ tử thanh lo lắng nói kia tổng không thể toàn cầu binh lực đi đánh đi nhân ra một cái hát xì cái gì đều không có không đúng a à, nếu kỷ đệ tam nguyên trận doanh có người như vậy vì cái gì ngay từ đầu không tới vệ tử thanh nghi hoặc nói vậy phải hỏi triều phượng hoàng thái tử ra trả lời nói bởi vì ngay từ đầu hắn liền ra tay nói 300 tỷ thần linh đại quân không thấy được sẽ toàn quân bị diệt bên ngoài võ đạo chí tôn đích Sắp tới, hắn đã đi vào đệ tứ tiểu bí cảnh nội, giờ phút này hắn con người ánh mắt sáng ngời. Nhìn về phía bốn phía, uy áp mười phần, bởi vì là thuần túy võ đạo, võ đạo kỳ thật rất lợi hại. Rốt cuộc nhìn xem thiên vương sẽ biết, cho dù là bá thể cũng không phải đối thủ, đây là võ đạo. Đáng sợ, võ đạo khởi điểm rất thấp. Nhưng là ngạch cửa kỳ thật không có như vậy thấp, giống nhau cái gọi là võ đạo. Kỳ thật thật sự chỉ là học võ mà thôi, chân chính có thể đặt chân võ đạo thiếu chi lại có thiên vương là một cái, võ thần hẳn là cũng là một cái, lạc trần từ xương mù bên. Trong đi ra, hơn nữa đã hạ lệnh, những người khác không cần tiến công, bởi vì căn bản không có. Bất luận tác dụng gì, đạn hạt nhân gì đó, đối phó như vậy căn bản không có dùng, ngươi. Là lạc vô cực, võ thần nhìn về phía lạc trần, bởi vì triều phượng hoàng bên kia kỳ thật đã đoán. Được báo thù, lạc trần nhìn về phía võ thần, nhà. Ta thiếu chủ thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi trở thành nàng thị vệ nàng. Lá gan rất lớn, ngươi không đồng ý. Võ thần trong mắt mang theo lạnh nhạt vậy, nhìn xem ngươi xương cốt ngạnh không ngạnh. Võ thần một bước trực tiếp đi tới Lạc Trần trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, khí cơ bức người. Chương 3026 chiến võ thần. Chương 3026 chiến võ thần võ thần cũng chính là võ đạo chí tôn không thể nghi ngờ là cường đại từ phượng hoàng trận chiến ấy liền có thể nhìn ra đó là phượng hoàng hơn nữa vẫn là hiên giật đã từng tiên pháp một bộ phận tuy rằng có thể là sinh ra thời gian quá ngắn vô pháp phát huy nàng chính mình toàn bộ thực lực nhưng là nàng dù sao cũng là phân phượng hoàng là cường đại chính là ở võ đạo chí tôn trước mặt nàng thực yếu ớt thực nhỏ yếu, bởi vì võ đạo trí tôn quá cường đại, võ đạo bất đồng với mặt khác bất luận cái gì. Đại đạo, mặt khác đại đạo có thể mưu lợi, có thể lấy công pháp. Thậm chí thiên địa tới trợ giúp chính mình đạt được tăng lên, nhưng là võ đạo không được. Võ đạo chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Từng do từng do tích lũy tháng ngày, giống như là có người lựa chọn dùng máy tính tính toán. Đề mục có người lại chỉ là cầm một chương giấy một cái bút dùng nhất nguyên thủy phương thức đi tính toán đề mục giống nhau, võ đạo chính là người sau, lựa. Chọn võ đạo người, không thể nghi ngờ đều là tâm tính cứng cỏi người, lựa chọn võ đạo người. Cũng đều là có cực đại nghị lực người, mà có thể ở võ đạo thượng đi đến này một bước người ký. Thật lựa chọn bất luận cái gì một cái con đường. Đều có thể nhẹ nhàng đi đến so ngày nay càng cao nông nỗi, cho nên thiên vương cường đại. Đủ để biểu hiện thiên vương bản thân đáng sợ, hiện giờ võ đạo trí tôn cũng đồng dạng đáng sợ, nhưng là lạc trần lại bị võ đạo trí tôn cái này như thế. Vô lễ hành vi làm cho tức cười, khí cơ bức người, bốn mắt nhìn nhau. Đây là nhất vô lễ phương thức mà như vậy vô lễ. Thế tất là muốn trả giá đại giới, võ đạo trí tôn không nghĩ như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy lạc trần vô lễ, ngược lại là cảm thấy lạc trần có mắt không tròng. Tự nhiên như thế vô lễ, cự tuyệt hắn yêu cầu, thậm chí là mệnh lệnh mà cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Sinh linh thường thường đều yêu cầu trả giá cực đại đại giới, gặp lão cha rốt cuộc không phải thuần túy võ đạo, ở chỗ này lại bị áp chế một ít, này phiền toái. Thái tử gia có chút lo lắng. Rốt cuộc Lạc Trần đi chính là nhân đạo đỉnh, ở chỗ này muốn nói không có ảnh hưởng đó là gạt người, mà võ đạo chí tôn là thuần túy võ đạo hắn ở chỗ này, hiển nhiên là thật sự không hề áp lực, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, đó là thuần túy lực lượng, đó là võ đạo lực lượng, võ đạo trí tôn dùng lực lượng cực kỳ cường đại thay. Đổi không gian, dẫn tới không gian vặn vẹo uốn lượn. Muốn đi thay đổi lạc trần dưới chân trọng lực. Thậm chí là thay đổi lạc trần đỉnh đầu áp lực, hắn muốn áp chế lạc trần quỳ dạp trên đất. Thượng, mà lạc trần chỉ là nâng một chút mí mắt, sau đó ầm vang cái này địa phương so với đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực còn muốn thật lớn. Hai người khí cơ va chạm, nháy mắt lan đến phạm vi mấy vạn cây em, cũng may tất cả mọi người lui cư. Tới rồi sương mù bên trong, sương mù chặn hết thảy. Bằng không vừa mới kia một đợt khí cơ nhộn nhạo, sợ là trực tiếp liền đem ở đây người cấp giết. Thậm chí hôi phi yên diệt, một cái không kịp dọn đi xe tăng, cách mấy vạn cây em xa kết quả nháy mắt hóa thành cho bụi, này còn chỉ là khí cơ va chạm, dầm dầm. Kim Luân già ở sương mù bên trong, nhìn núi sông địa lý cầu nội hai người. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc hắn hiện tại cũng học tập võ đạo. Vẫn là võ thánh, đều nói võ đạo thông thần, đây là thần cấp võ đạo sao, chung. Quy vẫn là ta xem thường thiên hạ anh hùng. Kim Luân già thở dài nói, ngươi, toàn lực một kích không phải dị nhân vương đô tiếp không được sao. Hồng Biêu chào phúng nói, hai vị này còn không có dị nhân vương cường đại đâu, hảo. Hán không đề cập tới năm đó dũng. Kim Luân già mặt già đỏ lên, năm. Đó kia hẳn là chỉ là dị nhân vương một cái bình thường phân thân, hắn tố ái học tập. Phân thân cũng chỉ là một người bình thường, hắn. Phân thân như thế nào sẽ là một người bình thường? Vệ tử thanh kinh ngạc nói, nhân. Ra đó là lấy người thường thân phận cùng thị giác tới học tập, hướng ngươi học tập vệ tử thanh vẻ mặt ghét bỏ cùng không tin cùng ngươi học tập cái gì học khoác lác à hồng biêu sặc thanh nói vậy ngươi lợi hại như vậy ngươi nếu là nấu ăn nói ngươi không phải là đến hướng đầu bếp học tập ngươi ý tứ nhân ra theo ngươi học nấu ăn cái gì lung tung rối loạn nhân ra là học tập dị năng so sánh so sánh ngươi hiểu không ta học võ nói không còn phải bái sư lâm hóa long đâu kim luân già cười cười nhưng là lạc gia muốn đối mặt cái này thần linh, võ đạo đi lên nói, thật sự thật là đáng sợ. Kim Luân già lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, đích xác giờ phút này khí cơ va chạm dưới. Võ đạo trí tôn hơi kinh ngạc một chút, bởi vì cái này địa phương áp chế hết thảy lực lượng. Thần linh cùng tiên, đều không thể sử dụng lực lượng, ở chỗ này, theo lý thuyết. Lạc vô cực hẳn là cũng vô pháp sử dụng lực lượng mới đúng, nhưng là giờ phút này lạc vô cực. Không chỉ có có thể sử dụng lực lượng cư nhiên còn như vậy cường, bất quá kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc. Võ đạo trí tôn căn bản không thèm để ý, bởi vì nơi này tương đương là hắn sân nhà. Bất luận cái gì thuật pháp thần thông vô pháp sử dụng mà hắn ở chỗ này. Bản thân chính là thần linh, cũng là võ đạo chi thần, ở chỗ này chỉ có thể vật lộn, vật lộn nói. Võ đạo trí tôn chưa bao giờ từng có một bại. Cho nên, hắn động thủ, chỉ là nâng lên cánh tay, chỉ cần này một động tác từ võ đạo đi lên nói kia đều là không chê vào đâu được mà lạc trần còn lại là chắp hai tay sau lưng ở sau người trước sau không có bất luận cái gì động tác sau đó võ đạo trí tôn dừng lại bởi vì giờ khác này lạc trần tuy rằng chắp hai tay sau lưng nhưng là cái này động tác lại không chê vào đâu được đây cũng là võ đạo một mạch thượng nói vô chiêu thắng hữu chiêu bởi vì chỉ cần công kích sẽ có tích nhưng theo cho dù là tốc độ lại mau lực lượng lại đủ kỳ thật đều là có dấu vết để lại mà có dấu vết để lại liền có thể chế hành hoặc chán hoặc trốn hoặc phản kích mà lạc trần chắp hai tay sau lưng này liền ở vào tùy thời ra tay trạng thái như vậy chính là không có dấu vết để tìm giống như là chơi đoán số giống nhau người đều trước gia quyền nhân ra khẳng định sẽ thắng a nhưng là đây là thành lập ở thế lực ngang nhau dưới tình huống cũng chính là hai người thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống mới có thể sử dụng vô chiêu. Thắng hữu chiêu, nếu không, đối mặt một cái so ngươi cường đại người, nhân ra đều động thủ. Ngươi còn chắp hai tay sau lưng, đó chính là tìm chết, rốt cuộc nhân ra tốc độ mau một chút. Trực tiếp một quyền liền cho ngươi lược đổ, cho nên. Võ đạo trí tôn lại lần nữa bị khí cười, bởi vì lạc trần trước sau là một người, ngươi kẻ hèn một. Người, cư nhiên cho rằng chính mình là cùng thần linh là cùng võ thần thế lực ngang nhau tồn tại này chẳng phải là chê cười nâng lên cánh tay võ đạo chí tôn đã từ bỏ mang theo sống lạc trần trở về trở về giải thích một chút tính như vậy sinh linh căn bản không hiểu sợ hãi trực tiếp giết đó là cho nên cổ tay hắn vừa lật trực tiếp một trưởng phách chém đi xuống ầm vang lạc trần trực tiếp một lóng tay điểm ra đập ở võ đạo chí tôn khuỷu tay thượng nơi đó là lực lượng truyền nhược điểm cũng là sơ hở, dù sao cũng là khớp xương, mà võ đạo trí tôn sắc mặt biến đổi. Còn không có tới kịp thu hồi tay, này một lóng tay liền chọc chúng hắn, máu tươi vẩy ra. Ngũ thải ban lan thần huyết ở trên hư không chỉ là xẹt qua. Võ đạo trí tôn trong mắt sát ý tăng gấp bội, ngươi cư nhiên cũng sẽ võ đạo. Võ đạo trí tôn lời nói còn không có nói xong. Thật mạnh một kích liền đánh hạ tới, như vậy một kích đủ để dễ dàng nháy mắt đánh vỡ 10 vạn viên hàng tinh. Chương 3027 tiểu vũ trụ, tan biến 10 vạn hàng tinh chi lực. Như vậy lực đạo ở vô pháp sử dụng thần lực cùng tiên lực đích xác thời điểm. Kỳ thật là vô giải, nhưng là, Lạc Trần là nhân đạo đỉnh, Lạc Trần căn bản không có tránh né. Như vậy khủng bố công kích đánh úp lại. Lạc Trần một trưởng đánh ra, trực tiếp đánh ra trăm vạn hàng tinh cấp bậc lực lượng, này chỉ là hai người cho nhau một cái đối chiêu mà thôi, mà võ đạo trí tôn cũng không nghĩ tới. Lạc trần lực lượng cư nhiên như thế to lớn, cánh tay đạn hồi nháy mắt. Mặt khác một bàn tay liền nháy mắt phách chém mà xuống, hai người đều không có hoạt động bước. Chân, đều như vậy đứng ở nơi đó. Lấy cực kỳ tới gần khoảng cách ở cho nhau công kích, phanh phanh phanh, phanh hư không vỡ vụn. Nơi nơi đều là tối om hỗn độn cuồn cuộn, này thập phần đáng sợ, bởi vì vẫn là câu nói kia, đây là thuần túy vật lý lực lượng, không có bất luận cái gì thần lực cùng tiên lực. Chân chính lấy vật lý thế giới quy tắc tới cân nhắc lực lượng, mà cái này lực lượng. Lại trực tiếp đánh vỡ vật lý quy tắc, đây là hai người xuất sắc quyết đấu, võ đạo trí tôn đôi tay. Ở không ngừng công kích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ tiếp cận vận tốc ánh sáng, thuần túy vật lý thế giới. Muốn tiếp cận hoặc là đạt tới vận tốc ánh sáng là rất khó, rốt cuộc vận tốc ánh sáng đó là tốc độ hạn mức cao nhất, thậm chí sẽ vặn vẹo thế giới quan, hai cái vận tốc ánh sáng song hành. Tương đối tới nói đều là vận tốc ánh sáng, một trước một sau. Theo lý thuyết trong đó một cái liền không nên là vận tốc ánh sáng, rốt cuộc một trước một sau. Nhưng là bất luận là từ đâu một cái đi quan sát. Đều vẫn như cũ vẫn là vận tốc ánh sáng, thậm chí một cái tại đây đầu, một cái ở kia đầu. Hai cái hướng tới trung gian chạy, lý luận thượng nói như vậy phán đoán là gấp hai vận tốc ánh sáng, nhưng là trên thực tế. Vẫn là gấp đôi vận tốc ánh sáng, bởi vì này thật sự chính là tốc độ hạn mức cao nhất, cho nên. Có thể nghĩ, vật chất thế giới tiếp cận vận tốc ánh sáng. Thật sự quá khó khăn, mà công kích như vậy tốc độ. Lại ở kia thực đoàn khoảng cách quyền trưởng chi gian, một tấc vuông chi gian. Gia tốc khoảng cách như thế chi đoàn, lại có thể gia tốc đến tiếp cận vận tốc ánh sáng đã nói lên kia lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn, như vậy một kích gián tiếp. Nhưng là Lạc Trần bên này rồi lại đuổi kịp Hoặc Quyền Hoặc Trường. Cũng ở một tấc vuông chi gian cùng đối phương cực nhanh công kích phanh, ngắn nhỏ mà thanh thúy. Thanh âm vang lên, phảng phất chỉ có bàn tay đại thanh âm, nhưng là bên trong âm bạo thanh lại. Đủ để hủy diệt một cái tinh hệ, đây cũng là vì sao Phượng Hoàng hội chiến bại duyên cớ có. Điểm ý tứ Võ thần trong mắt bốc cháy lên cái thế sát khí. Khí cơ giờ khác này triệt địa bạo phát, hắn rốt cuộc động cước. Không ở đứng thẳng tại chỗ, một quyền đánh ra. Nhất lực phá vạn pháp, mênh mông quyền kình theo hư không mà đi, vô pháp bị ngăn cản. Hư không cơ hồ bởi vì này một quyền vạn vẹo. Trực tiếp hóa thành một cái điểm, đây là đại hủy diệt, này đại hủy diệt như là vũ trụ than sốc, Giống nhau, phải trở về hỗn độn trung điểm trung cực hủy diệt lực lượng bạo phát lạc trần giơ lên tay đồng dạng là một cái đại hủy diệt giống nhau một quyền đánh ra hai điểm chạm vào nhau cơ hồ tại đây hẹp hòi cùng nhỏ hẹp trong không gian muốn va chạm ra một cái vũ trụ thậm chí có thể nói ra đời một cái tân vũ trụ ta thảo này thật là đáng sợ đi kim luân già hít sâu một hơi trực tiếp đổi mới hắn thế giới quan chính là vệ tử thanh bọn người hít hà một hơi nhìn như dàn Dị tự nhiên, nhìn như đơn giản lực lượng, hiện tại đối đâm, lại không phải đối đâm ra hắc động, mà là thiếu chút nữa va chạm ra một cái vũ trụ, đây là hai người kia đáng sợ sao, đây là Lạc Trần. Cùng võ thần thực lực sao, ngươi không chịu ảnh hưởng, nhưng là ngươi cũng không phải võ đạo. Võ đạo chí tôn đôi mắt phiếm quang mang, khó, trách bọn họ sẽ bại trận ở cái này địa phương, cho dù là thiên tôn vào được. Cũng tiếp không được ngươi một kích. Võ đạo trí tôn trong mắt lập lè ra quỷ dị quang mang, hơn nữa ngay sau đó, một chân hoành đá. Lạc trần thân hình ngửa ra sau, tránh thoát này một chân đồng thời, cũng ra một chân. Đương, giống như kim thiết giao kích, giống như đáng sợ hằng tinh tạc nớt. Như là tiểu vũ trụ muốn bạo phát giống nhau, lúc này đây, thật sự xuất hiện một cái tiểu vũ trụ. Hơn nữa cực nhanh mở rộng, phẳng phất muốn cắn nuốt đệ tứ tiểu bí cảnh, nhưng là bị võ thần bát lấy sau đó trực tiếp bóp nát đây là thần cấp lực lượng nhưng là cho dù là xuất hiện ngắn ngủn trong nháy mắt gian bởi vì đó là một cái tiểu vũ trụ tiểu thế giới càng nhỏ thời gian loại đồ vật này tốc độ chảy liền sẽ càng nhanh từ vi mô đi lên đối đãi nếu tiến vào tiểu vũ trụ bên trong chính là một cái khổng lồ đại vũ trụ mà cái này vũ trụ tại ngoại giới chỉ là trong nháy mắt bên trong cũng đã đi qua mấy tỷ năm Sinh mệnh cùng Văn Minh đều ra đời, theo võ thần bóp nát tiểu vũ trụ. Vũ trụ cùng cái kia Văn Minh cũng tại đây một khắc dễ dàng vỡ vụn, đây là tuyệt đối thần lực ít. Nhất lấy tiểu vũ trụ thế giới kia Văn Minh tới xem. Đây là tuyệt đối thần lực, mà này kỳ thật chỉ là đệ tứ tiểu bí cảnh nội. Lạc Trần cùng võ thần một lần công kích tạo thành mà thôi. Có thể thấy được hai người nếu là ở bên ngoài, sẽ nháo ra như thế nào động tĩnh, nhưng là hai người trừ bỏ đệ nhất sóng khí cơ va chạm. Cho dù là đánh ra tiểu vũ trụ, hai người dưới chân bùn đất. Hai người phía sau nơi sân đều không có nửa điểm động tĩnh, bởi vì đây là tuyệt đối hoàn mỹ lực. Lượng khống chế, sẽ không tiết lộ ra một chút ít lực lượng đến phi mục tiêu thượng, cùng loại với. Cách sơn đả nghiêu giống nhau, nhưng lại không phải cách sơn đả nghiêu, chỉ là hai người đối lực lượng khống chế đã tới rồi thường nhân khó có thể với tới nông nỗi chiến đấu nhìn một chút cũng không xuất sắc nhưng là hai người kia đánh nhau cũng đã tới rồi mặt khác một loại cảnh giới cùng độ cao cử trọng nhược khinh một kích đánh ra không thương tổn nơi này một phân một hào nhưng là lại có thể đánh ra nổ mạnh vũ trụ bóp nát cái kia tiểu vũ trụ bởi vì tiểu vũ trụ cũng sẽ giống hắc động giống nhau không ngừng bành trướng cuối cùng nói không chừng sẽ cắn nuốt nơi này, mà võ thần lại lần nữa khởi sướng công kích lúc. Này đây, hắn không hề bảo thủ, khí thế của hắn như hồng. Phảng phất hỏa lực toàn bộ khai hỏa giống nhau. Trong tay đánh ra vận tốc ánh sáng giống nhau công kích chiêu chiêu trí mệnh. Lực lượng càng là làm người vô pháp tưởng tượng nếu như vậy một kích đánh ra. Dễ dàng có thể hủy diệt một cái đại giới. Đồ thán sinh linh, nhưng là đối mặt công kích như vậy lạc trần trước sau thành thạo. Không nhanh không chậm, giơ tay chính là lấy thái cực áo nghĩa hóa giải tá lực đả lực. Đồng thời còn có thể đủ hữu hiệu phản kích hảo. Ha 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 rốt cuộc gặp một cái có thể cho ta thống khoái một trận chiến đối thủ. Võ thần hét lớn một tiếng, trên người hắn quần áo nổ tung. Lộ ra một vài bức đen nhánh áo giáp, không biết hắn xuyên mấy tầng. Những cái đó áo giáp trọng như một cái đại giới chất lượng bị hắn từng cái thu vào trong cơ thể. Môn hộ trăm sông đổ về một biển, hắn hiển nhiên cũng mở ra trong cơ thể môn hộ. Có lực lượng cường đại, tuy rằng không phải nhân đạo đỉnh, có thể nói đó là mặt khác thần đạo đỉnh, tuy rằng sinh mệnh hình thức không giống nhau. Nhưng là hắn hiển nhiên có khác loại mở ra phương thức theo áo giáp bị thu đi. Hắn lực lượng bạo trướng, hiển nhiên giờ khắc này hắn muốn động thật cách. Hoặc là nói, vừa mới chỉ là giam cầm phương thức ở cùng Lạc Trần một trận chiến mà giờ phút này muốn cởi bỏ trói buộc một trận chiến. mươi 3028 siêu vận tốc ánh sáng. Chỉ có tới rồi hắn cái này cảnh giới. Hắn mới có thể rõ ràng chính mình đáng sợ bởi vì trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng đó là tựa. Như vũ trụ giống nhau, trong mắt hắn, cái gì thần, thần sao tiên. Chó má đều không phải, thần tuy rằng cường đại. Nhưng là vẫn là yêu cầu dựa vào một ít như nguyện lực chờ ngoại lực mà tiên đâu, đồng dạng dựa vào linh khí nếu không chó má đều không phải nhưng là hắn bất đồng hắn lực lượng đến từ chính mình đây là một loại khó có thể nói nên lời tự tin cho nên trong thân thể hắn lực lượng ầm vang rung động hắn bên ngoài thân kia một tầng tầng áo giáp đó là một tầng tầng phong ấn theo phong ấn giải trừ hắn lực lượng lại lần nữa bạo trướng hắn bốn phía bốc lên sương mù bay khí cực hạn lực lượng tràn ngập thân hình hắn trên người hắn mỗi một tấc da thịt đều như là muốn bùng nổ núi lửa giống nhau, võ đạo thông. Thần, không chỉ là nói nói mà thôi, giờ phút này hắn thật sự đạt tới võ đạo thông thần. Hắn phía trước có một tòa cao không thể phàn núi cao, tranh độ cuối. Lạc trần trong mắt cũng lộ ra một mặt tán thưởng chi sắc bởi vì tranh độ cuối. Đi tới mặt khác một mảnh thiên địa nói, chính là vương, vương không thuộc về cái này thiên địa, đó là một mảnh vương thiên địa, mà võ thần hiển nhiên khoảng. Cách vương còn kém rất xa, nhưng là, hắn lại tìm được rồi vương lộ, đã từng có người muốn đả thông vương lộ. Nhưng là lại thất bại, bởi vì đó là một cái khó có thể đạp càng con đường, kia thật lớn môn hộ. Liền không biết ngăn cản không biết bao nhiêu người, mà hiện giờ, võ thần, cư nhiên tìm lối tát. Tìm được rồi mặt khác một cái đi thông vương đường xá, tuy rằng hắn hiện giờ còn vô pháp trèo. Lên kia tòa núi cao, nhưng là này đã thực ghê gớm, không đi tầm thường lộ. Lạc Trần trước mắt sáng ngời, xem ra ngươi vẫn là hiểu một ít, vẫn là có chút kiến thức. Tuy rằng ta vô pháp trèo lên cao phong, nhưng là cao phong liền ở chỗ này cho nên ngươi hẳn là minh bạch, ngươi thắng không được ta giờ. Khác này võ thần kiêu ngạo vô cùng, bởi vì hắn tìm lối tắt, tìm được rồi thuộc về võ đạo một cái thông vương chi lộ ghê gớm. Lạc Trần cười mở miệng nói vậy chuẩn bị lãnh chết đi võ thần một quyền đánh ra lúc này đây hoàn toàn không giống nhau quyền lực cơ hồ toàn bộ nội liễm này một quyền thậm chí liền không gian đều không có khiến cho run dày đây là cực hạn lực lượng khống chế hoàn toàn nội liễm như vậy một quyền uy lực quá lớn cử thế hiếm thấy không người nhưng tiếp ở kỷ đệ tam nguyên kia vĩnh hằng bên trong năm tháng bên trong ở chúng ta cái này trình tự có thể tiếp được ta này một quyền thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà. Sinh mệnh trình tự như thế thấp các ngươi, càng là vô pháp đón đỡ, đích xác ghê gớm. Lạc Trần cười khẽ gian, ngón tay đột nhiên mở ra, năm căn ngón tay, đột nhiên trực tiếp nắm lấy. Sau đó một trưởng đánh ra, đông. Nơi này tạc nứt ra một ít nhỏ đến không thể phát hiện lực lượng dư lại lực lượng. Cơ hồ đều ở hai người tay chi gian qua lại va chạm, võ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì... Lạc Trần cư nhiên tiếp được, nhưng là tuy rằng hắn vô pháp trèo lên kia tòa núi cao, cũng đã hiện. Hóa núi cao, cụ bị một tia vương ý, như vậy một quyền, đối phương sao có thể tiếp được trừ phi. Đối phương cùng hắn giống nhau, ân, võ thần sắc mặt lại lần nữa đột nhiên biến đổi, bởi vì ngay. Sau đó, Lạc Trần phía sau phảng phất xuất hiện một tòa càng cao ngọn núi. Kia cũng là vương lộ, như vậy vương lộ, như vậy tìm lối tắt, không chỉ là võ thần có. Lạc Trần cũng có, hơn nữa, Lạc Trần không ngừng một cái lộ, bởi vì ngay sau đó, Lạc Trần dưới chân như là sóng gió mãnh liệt giống nhau. Xuất hiện phảng phất một mảnh đại dương mênh mông, đồng dạng là tìm lối tắt con đường, hai con. Đường này còn bất tận đầu, ở trong bóng tối, phảng phất có thâm thúy sao trời, núi cao cuối. Đại dương mênh mông bờ đối diện, sao trời bờ đối diện, đều là vương thiên địa. Ngươi! Võ thần đại kinh thất sắc như vậy lộ lạc trần có ba điều nhưng là ngay sau đó ba điều con đường bị lạc trần dưới chân đột nhiên dùng sức chấn động như vậy tìm lối tắt ta sớm đã có nhưng là ta khinh thường như vậy con đường muốn thành vương vậy đi cái kia khó nhất lộ ngạnh sinh sinh đánh đi lên cường giả trước nay đều không cần lối tắt cường giả cũng chưa bao giờ đi cửa hông nếu không như vậy vương chỉ là một cái che cười thôi. Lạc Trần ngạo nghễ mở miệng nói, như vậy lộ kiếp trước thời điểm, Lạc Trần cũng đã có. Nhưng là Lạc Trần chưa bao giờ đặt chân quá, bởi vì Lạc Trần không nghĩ đi cửa sau, lòng. Dạ thật cao, cũng không biết thực lực của ngươi có thể hay không cũng như vậy. Võ thần trào phúng nói, hắn mặt khác một quyền đã đánh úp lại. So với vừa mới còn phải cường đại một trăm lần, hắn là võ thần. Há có thể đủ bị xem thường, hắn này một quyền, biến hóa vô cùng không hề giản dị tự nhiên phảng phất đánh ra tới một thế kỷ đánh ra một cái lộng lẫy thịnh thế vô số anh hùng vì này chấn động mà lạc trần như cũ là giản dị tự nhiên một quyền muôn vàn biến hóa tất cả ảo diệu phảng phất đều không bằng giản dị tự nhiên một quyền giống như là một cái lão nông ở đồng ruộng lung tung chém ra một quyền giống nhau đông hai quyền chạm nhau võ thần về phía sau rời khỏi vài bước lạc trần như cũ văn ti chưa động thiên vương quyền pháp võ thần ánh mắt âm trầm trên mặt rốt cuộc lộ ra khó coi biểu tình lão chà khi nào học thiên vương quyền pháp thái tử ra nhìn về phía vương về vương về vẻ mặt mờ mịt hắn cũng không biết một bộ ta không rõ ràng lắm biểu tình nhưng là này một quyền lại làm võ thần có chút phát ngốc hắn ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng dứt khoát toàn lực chuẩn bị đón đánh ta đã sớm muốn lĩnh giáo thiên vương võ đạo, đáng tiếc không hề một cái thế giới, đây là bổn tọa bình sinh lớn nhất tiếc nuối, nếu người sẽ vừa vặn liền đền bù bổn tọa hám thế chi nguyện. Võ thần càn rỡ cười to. Kết quả ngay sau đó, Lạc Trần đích xác sử dụng thiên vương quyền pháp này một kích đi xuống. Võ thần bay tứ tung đi ra ngoài, hắn tuy rằng không thể tin được nhưng là này một kích. Cứ nhiên làm hắn lấy làm tự hào thân thể kịch liệt đau đớn đồng thời hắn xương sườn tựa hồ chặt đứt một cây, thiên vương quyền pháp sao? Võ thần sờ sờ chính mình bụng, hắn là tuy rằng là võ đạo thông thần. Nhưng là thần khu cũng là thần khu, giờ phút này cư nhiên bị một phàm nhân. Một quyền đánh gãy xương sườn, có thể thấy được lạc trần này một kích có bao nhiêu đáng sợ, cho. Dù là vũ trụ nổ mạnh, cũng không thấy đến có thể bị thương hắn, giờ phút này hắn cắn răng một cái cả người đột nhiên cất bước, trong tay nắm tay như là sao băng rơi xuống giống nhau. Nhưng là lại cùng vận tốc ánh sáng giống nhau, như vậy một quyền đập mà ra, nhưng là còn không có. Đánh chúng, hắn liền ai tới rồi một quyền, sau đó hắn cả người bay tứ tung đi ra ngoài, lạc trần. Còn không có đánh ra này một quyền, hắn lại trung quyền, ta thảo, nghiêu, nghiêu, nghiêu mũi. Thái tử ra đột nhiên kêu gọi nói, làm sao vậy? Vệ tử thanh không thấy được thời gian chảy ngược vừa mới lão cha đánh ra siêu vận tốc ánh sáng một quyền. Cho nên vừa mới thời gian chảy ngược, thời gian chảy ngược quả. Nhiên, Lạc Trần làm ra thu quyền động tác vật. Chất thế giới, có thể siêu việt vận tốc ánh sáng, này hợp lý. Kim Luân già đều bị sợ ngây người. Hợp lý cái rắm lão cha khi nào hợp lý quá. Thái tử ra một phen đem Kim Luân già đầu bẻ đau một bên đi. mươi 3029 hàng hoặc chết này như thế nào đánh thái tử ra đôi tay một quán này đánh cái mau a à, này vô giải đích xác vô giải bởi vì ngươi nhìn không tới đối phương gia quyền cũng vô pháp phát hiện đối phương công kích ngay sau đó võ thần đầu đột nhiên một oai cả người một cái lảo đảo hắn lui về phía sau vài bước lạc trần chắp hai tay sau lưng đi phía trước đi ra một bước sau đó thu quyền động tác xuất hiện duy nhất phá giải phương thức đó chính là võ thần siêu việt vận tốc ánh sáng như vậy thời gian thượng liền đối thượng nhưng là hắn làm không được bởi vì chuyện này không có khả năng không có khả năng ngươi như thế nào sẽ làm được từ vật chất thế giới tới nói thật là vô pháp làm được thiên vương quyền pháp nếu là thiên vương tới đối với ngươi nói hắn chỉ biết so với ta càng mau thiên hạ võ công di mau không phá cái gì là mới kêu nhanh nhất cái gì mới là mau cực hạn đạt tới vận tốc ánh sáng, không, không phải, là siêu việt vận tốc ánh sáng, ở hiện tại đánh ra một quyền. Trực tiếp đánh tới ngày hôm qua trên người của ngươi. Lúc này mới gọi là mau, cũng chính là hai người đồng thời ra quyền. Một người đánh ra cực hạn một quyền, trực tiếp đánh tới còn không có ra quyền trên người của ngươi, giống như là thiên vương giống. Nhau, hắn đích xác thực mau, ở qua đi. Trực tiếp lôi kéo tương lai địch nhân một trận chiến, nói cách khác hắn mau tới rồi sau khi chết còn có thể đủ đánh một hồi, hơn nữa là đánh hiện tại kỳ đệ tam. Nguyên, đây là mau, còn có so cái này càng mau sao, tựa hồ đã không có, đến. Đây đi, ngươi không phải muốn lĩnh giáo thiên vương võ đạo phong thái sao ta. Tuy rằng không phải thiên vương bản tôn, nhưng là ta giờ phút này cùng hắn ở cái này cảnh giới thời điểm. Hẳn là cũng không sai biệt lắm, hơn nữa hắn quyền pháp ta còn không thế nào tinh thông, bớt quá, cũng coi như là hắn quyền pháp, lạc. Trần lời nói rơi xuống đất, võ thần lại lần nữa bay tứ tung. Lúc này đầy đầu vai xương cốt răng rắc rung động, sau đó bay tứ tung thời điểm. Lại bị đá một chân. Rơi xuống đất lúc sau, lại là hung hăng một chân, này một dưới chân đi. Hắn rốt cuộc không nín được, một ngụm máu tươi phun ra, mà hết thảy này. Đã đã xảy ra, kết quả lạc trần mới tay chân, bị thương ở phía trước ra tay ở phía sau, đây là cực hạn vật lý thế giới. Cũng là làm người bó tay không biện pháp thời gian chảy ngược một loại công kích trước bị. Thương, sau ra quyền, này đánh cái cái gì, vô lực, giờ khắc này, võ thần bạo phát. Hắn đột nhiên giống giận, kết quả lại lần nữa bay tứ tung đi ra ngoài. Máu tươi vẩy ra, hắn bụng lại lần nữa chặt đứt tam căn xương sườn, này hết thảy là ở qua đi phát sinh cũng chính là ở qua đi hắn cũng đã bị đánh chỉ là hiện tại hiện hóa phanh một đạo huyết trụ bay vụt dựng lên cái này làm cho hắn cảm thấy kinh tủng hắn nhịn không được lui về phía sau hắn cả đời chinh chiến vô số đại chiến cũng là vô số chưa bao giờ gặp được quá như thế khó giải quyết tình huống bởi vì muốn đánh kia cũng đến thấy rõ ràng đối phương ra cái chiêu gì nếu không chính là bị động bị đánh nhưng là có thể thấy rõ ràng sao hắn là trước bị đánh sau đó đối phương lại ra quyền tồn tại nói hắn là trước bị đánh đối phương lại thu quyền là chảy ngược thời gian là siêu việt thời gian giới hạn siêu việt vận tốc ánh sáng giới hạn võ thần đứng lên sau đó ngã xuống hắn cả người run rẩy rõ ràng lạc trần đứng ở nơi đó tự hồ cái gì đều không có làm hắn cả người lại không ngừng run rẩy đây là thiên vương quyền pháp mau quyền sau đó mới nhìn đến lạc trần thu quyền oa ha máu tươi nhỏ giọt tí tách rơi xuống võ thần trong mắt như cũ mang theo quật cường lão cha vì cái gì không trực tiếp xử lý hắn thái tử ra cảm thấy đã thực không thú vị đại khái là muốn vì phượng hoàng báo thù đi phượng hoàng là nữ ngươi ý tứ là nói lão cha háo sắc không phải mà là nàng một nữ tử vì bảo hộ tiên giới lại có thể làm được cái loại tình trạng này lạc ra hẳn là kính nể nàng Hồng Biêu suy si đoán nói, mà giờ phút này võ thần thật đến cảm thấy vô lực. Người này sử dụng thiên vương quyền pháp cứ như vậy lợi hại, như vậy thiên vương bản tôn rốt cuộc lại có bao nhiêu lợi hại? Chính là máu tê lại lần nữa. Phun trào, lạc trần thu quyền, võ thần ngã xuống đất. Võ thần từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nằm trên mặt đất. Cái gì là võ đạo cực hạn đại khái chính là thiên vương cái loại này người. Đi, rốt cuộc thiên hạ võ công vì mau không phá, thiên vương đã làm cực hạn mau, mau tới rồi thời. Gian nghịch lưu, võ thần không có động. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhức từ thương thế tới phán đoán. Hẳn là bị dẫm một chân, quả nhiên ngay sau đó, một chân từ ngực hắn nâng khai. Chỉ là chợt lóe mà qua, nếu cùng thiên vương một cái thời đại, ngươi cảm giác thế nào? Lạc trần vươn tay, đang ở đoan trang chính mình mờ u bàn tay xem đều không có xem nằm trên mặt đất võ thần giống nhau liền tính là thiên vương quyền pháp người như thế nào sẽ học được như thế nào có thể làm được võ thần giờ phút này nơi nào còn không biết xấu hổ trả lời lạc trần vấn đề hoặc là nói hắn nơi nào còn có mặt mũi trả lời cái kia vấn đề cho nên hắn chỉ có thể đưa ra một cái khác vấn đề võ đạo sao xem mấy lần liền sờ soạng biết Lạc Trần nhìn về phía nơi xa một mảnh bị gió thổi rơi xuống lá rụng, nơi này ở khôi phục. Tào ngộ đạn hạt nhân oanh tạc đại địa ở khôi phục, đệ tứ tiểu bí cảnh cụ bị chữa trị năng lực. Cho nên khó trách nơi này không có bức xạ hạt nhân, đạn hạt nhân nổ mạnh sau. Rất nhỏ năng lượng kỳ thật trực tiếp đã bị lau đi, bản thân bởi vì nổ mạnh vi mô lực lượng. Là sẽ nổ nát nhân thể xoắn ốc nhiễm sát thể linh tinh, nhưng là... Những cái đó rất nhỏ nổ mạnh lực lượng ngay từ đầu liền tiêu tán, giờ phút này đại địa đang ở. Chữa trị mà võ thần nằm trên mặt đất, cái này cảnh tượng thực làm tương tự đúng. Rồi, hỏi nhiều ngươi một câu. Lạc Trần cảm giác áp bách thật sự quá cường đại, võ thần giờ phút. Này căn bản không dám có bất luận cái gì động tác, một trận chiến này. Kỳ thật hắn đã thua, hiện tại bất luận cái gì dẫy dụa đều là hấp hối dẫy dụa mà thôi, ngươi. Sẽ hàng sao? Lạc Trần vấn đề đưa ra kia một khác, ngươi. Võ thần trên mặt biến đổi, oa ha. Kết quả hắn phun ra một ngụm máu tươi, ta hỏi chính là, ngươi sẽ hàng sao, ngươi đáp sai rồi. Lạc Trần trong mắt bốc cháy lên sát khí, ngay sau đó, võ thần một cái cánh tay xé rách. Máu tươi phun, sau đó cái kia cánh tay đã ở 10 mét xa ở ngoài, sẽ hàng sao, sao. Đó lại là một cái cánh tay bay lên, máu tươi sái lạc năm màu thần huyết làm đại địa một mảnh mê ly rất mỹ lệ nhưng là cũng thực tàn nhẫn đây là lực lượng cực hạn tranh lệch võ thần thần khu run rẩy hắn hơi hơi hé miệng nhưng là không có nói ra trong mắt đều thiếu chút nữa tuôn ra tới bởi vì ngực hắn đột nhiên sụp đổ đi xuống sau đó hắn phía sau lưng một trương da bị bong ra từng màng xuống dưới thật tàn nhẫn a à thái tử gia nhịn không được ra đầu tê dại, bởi vì này không phải thí thần, đây là cha tấn thần. Linh, hành hạ đến chết thần linh, hiển nhiên, lạc trần hành vi thật là báo thù, sẽ sao ta? Hàng, ta đầu hàng. Võ thần rốt cuộc ở đối mặt tử vong sợ hãi thời điểm. Chịu đựng không nổi, đáng tiếc ta không tiếp thu. Lạc trần cười, ngươi vẫn là sẽ hàng A, võ. Thần bị lừa, hắn vô địch tín niệm rách nát bởi vì hắn sợ đã chết, hắn bị Lạc Trần trêu chọc, hắn. Đột nhiên phẫn nộ không thôi, nhưng là giờ phút này Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Lại nói cho ngươi một chuyện, đó chính là đừng học người khác chạy đến ta trước mặt bốn mắt. Nhìn nhau, kia thực không lễ phép. Chương 3030 Triều Phượng Hoàng đích thân tới. Ngươi không thể giết ta. Võ Thần lại lần nữa mở miệng nói, hắn trong mắt hoảng loạn. Nhưng là hắn bỗng nhiên há mồm nói, loại này cấp bậc ngươi. Đảo không đến mức nói chút lời nói dối hù người, cho ta một cái lý do. Lạc Trần nhìn về phía Võ Thần, bởi vì Lạc Trần cũng đoán được. Cái kia Triều Phượng Hoàng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, a. Ly A Ly trong cơ thể phong ấn một cái khác linh hồn, cái kia linh hồn. Hẳn là các ngươi bên này người. Võ Thần mở miệng nói, A Ly ở trong tay các ngươi. Lạc Trần hỏi, không ở, nhưng là thiếu hoàng chủ bên kia nói cho ta. Nếu ta đánh không lại ngươi, như vậy liền lấy cái này tới trao đổi a. À. Ly tuy rằng không có ở nàng trong tay, nhưng là A Ly sinh tử nắm giữ ở nàng trong tay. Võ Thần giờ phút này lại lần nữa mở miệng nói, cho nên chúng ta cho nhau trao đổi a. À. Ly trong cơ thể linh hồn bị phong ấn 5.000 năm. Hoặc là nói A Ly vẫn luôn chiếm cứ các ngươi nhân thân khu. Võ thần giải thích nói, Lạc Trần đã sớm đoán được. Bởi vì nếu Trương Tiên Thánh chiếm cứ thân thể chủ đạo nói. Hiện tại liên tính là bởi vì thứ năm kỷ nguyên không thể lại ra đời vương nguyên nhân này. Kia ít nhất cũng là thiên tôn, nhưng là Trương Tiên Thánh nếu còn không có danh khí nói. Như vậy chính là này năm nghìn năm qua, là Ali chiếm cứ thân thể. Trương Tiên Thánh ý chí không phải bị phong ấn, chính là ngủ say, như vậy Ali như thế nào sẽ vẫn luôn tước chiếm cưu xào đâu, nơi này lại đã xảy. Ra sự tình gì, người nói cho ta, nữ nhi của ta làm sao vậy? Thái tử ra nổi giận đùng đùng tới, giờ phút này hắn đôi mắt đều đỏ, bởi vì hắn làm người con nối. Giỏi, tự nhiên có thể thể ngộ, cho nên đương hắn làm cha thời điểm. Tự nhiên liền càng thêm coi trọng, đặc biệt là về trương tiên thánh sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng lắm nhưng là hoang thác phía trước vẫn luôn ở đuổi giết ali mà ali cũng vẫn luôn đang chạy trốn võ thần giờ phút này vâng vâng dạ dạ mở miệng nói chiều phượng hoàng tính tới rồi ngươi sẽ thua lạc trần cười nàng nói nếu là lạc vô cực nói ta sẽ thua cho nên cho ta một chương bảo mệnh át chủ bài võ thần thở dài nói ta ngay từ đầu cũng không tin cũng không cảm thấy ta sẽ bại bởi ngươi võ thần ở tới phía trước liền căn bản không tin hắn sẽ thua cho nên gần nhất liền cùng lạc trần đối chọi gay gắt nhưng là hiện thực thực tàn khốc hắn đích xác thua nữ nhân này nhưng thật ra thú vị lạc trần cười bởi vì cư nhiên trước tiên tính tới rồi võ thần cư nhiên sẽ thua phải biết rằng võ thần tương đương là triều phượng hoàng thủ hạ đệ nhất đại tướng mà triều phượng hoàng không chỉ có đoán trước tới rồi điểm này còn trước tiên cho võ thần một chương bảo mệnh phù kỳ thật Khác đều hào thuyết, Lạc Trần cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tình, nhưng là Trương Tiên Thánh bên này. Sao, vậy thật sự không có biện pháp, rốt cuộc đây là thái tử gia tâm đầu nhục. Làm nàng tới gặp ta đi, kết quả vừa dứt lời mà bạch 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 nơi xa lối vào. Vào được một nữ tử, cái kia nữ tử vặn vẹo vòng eo. Ngón tay thượng mang theo thật dài giả móng tay, nàng vỗ tay trưởng quả. Nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nữ tử này không phải người khác đúng là triều phượng hoàng, nàng trong mắt mang theo một mặt tán thưởng, hơn nữa trên người nàng. Có một cổ vương giả phong phạm, nàng sắc tuyệt đại phong hoa. Cho dù là rõ ràng không phải thiên tôn, nhưng là khí chàng lại mười phần, quan trọng nhất chính là nàng trang điểm, nàng dáng người cao. Gầy, còn mang giày cao gót, đồng thời còn có sẻ tà sườn xám. Sườn xám nửa người trên là trong suốt, xoa cơ hồ chạy đến đùi căn lộ ra một đôi thon dài tuyết trắng chân dài, mà nửa người trên chỉ là một kiện mặt ngực. Lộ ra vai ngọc cùng thật sâu mương. Còn có thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, ở nửa người trên kia trong suốt sườn xám như. Ẩn như hiện, ngươi quần áo. Diệp song song mày nhăn lại, lạc. Tiên sinh, ta này một thân thế tục xuyên đáp còn chính tông. Có điểm giống ta hội sở người. Hồng Biêu lẩm bẩm một câu. Đương nhiên không có dám quá lớn thanh âm, xem ra ngươi đã sớm điều tra mất tục. Lạc Trần cười mở miệng nói, bởi vì quần áo chính là tốt nhất chứng minh đối phương ăn mặc này. Một bộ quần áo tới cũng là vì thuyết minh điểm này, chưa nói tới điều tra, chỉ là tò mò ta. Đây càng tò mò, ngươi tới tiên giới thời điểm, thế tục hẳn là không còn nữa. Người nơi nào cha A à, Ly còn có ở kia phía trước, kỳ thật vẫn luôn đều có ta người đương nhiên lạc tiên sinh ta còn biết chúng ta kỷ nguyên vương cường công thời điểm người nổi lên mấu chốt tính tác dụng triều phượng hoàng giải thích nói nói cách khác nàng kỳ thật sáng sớm liền phái người tới tiên giới đích xác không phải mặt khác cổ hoàng tử có thể so tố vấn lạc tiên sinh thích uống trà không mời ta uống hai ly triều phượng hoàng tính tình tựa hồ thực thẳng hồng biêu thượng trà Lạc Trần duỗi ra tay, thực mau liền có người lấy tới bàn ghế, sau đó đáp hảo trà đài, gỗ. Tử đàn, Triều Phượng Hoàng ngồi xuống nhìn trà đài, xem. Già người đối chúng ta thế tục hiểu biết không chỉ có riêng là một kiện quần áo đơn giản như. Vậy, đó là đương nhiên, ta còn biết các ngươi thứ này gọi là nhiệt võ. Quy lực lớn nhất hẳn là hạch võ. Triều Phượng Hoàng một chút cũng không thấy ngoại. Nói cách khác, người đã sớm biết chúng ta kế hoạch đã biết kia 300 tỷ đại quân sẽ chôn vùi ở chỗ này. Lạc Trần hỏi ta, còn sau lưng quạt gió thêm củi một phen, bằng. Không sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, cảm ơn, muốn tiền bâu ơ sao? Triều Phượng Hoàng nói, Hồng biêu đệ một ly trà. Kết quả Triều Phượng Hoàng lời này liền xuất khẩu, hiểu biết. Nhưng là hiển nhiên hiểu biết không phải như vậy hoàn toàn, cái này làm cho Hồng biêu nheo mắt. Thật đem hắn đương người phục vụ, kết quả, ngay sau đó. Triều Phượng Hoàng móc ra một tiệp bút tiền, bên trong có càng thuẫn, nhân dân tệ, đô la. Bảng Anh, còn có ngày nguyên, sau đó Triều Phượng Hoàng nhìn về phía Hồng Biêu. Thích nào một loại, chính ngươi lấy. Hồng Biêu khí mí mắt thẳng nhảy, sau đó ngẩng đầu, hung tợn mở miệng nói, ta. Không phải người phục vụ, ngươi không phải hội sở sao. Triều Phượng Hoàng hiển nhiên là cố ý, bởi vì nghe được vừa mới nói, hội sở không nên cấp tiền bâu ơ làm cả đời hội sở hôm nay lần đầu tiên bị người cấp tiền bâu ơ ha 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 vương thành đã mau cười trù, bưu ca người này rốt cuộc có người thưởng thức ngươi vương ca ngươi nói thêm nữa một câu ta liền đem ngươi miệng xé lạn hồng bưu khí trực tiếp đi tới một bên tiền bâu ơ từ bỏ vương thành cố ý thỏ lại gần kết quả hồng bưu liền một chân đạp qua đi các ngươi người một chút cũng không khẩn trương a à triều phượng hoàng bưng chén trà mở miệng nói lạc ra ở hôm nay liền sụp không được vương thành cười mở miệng nói người bên kia đại huynh đệ muốn hay không cấp ngăn điểm huyết vương thành chỉ vào trên mặt đất võ thần võ thần đích sắc còn ở đổ máu có thể đem cánh tay tiếp lên sao các ngươi ai sẽ thế tục giải phẫu chính là cái loại này dùng tiếng cái loại này triều phượng hoàng hiển nhiên cũng là cố ý bởi vì kỳ thật đem người mang đi ra ngoài một đạo tiên pháp thì tốt rồi, nhưng là nàng lại đề ra yêu cầu này, như vậy hiển nhiên cũng là một loại trừng phạt thủ đoạn, bởi vì rốt cuộc võ thần thua. Vẫn là phải có thích hợp trừng phạt thế tục còn không có người nói tiếp. Kết quả thái tử ra móc ra điện thoại, lão thiết gia ra, ra, mau, có người muốn giải phẫu. Chương 3031 giao dịch. Chương 3031 giao dịch vài phút sau thợ rèn cùng công nhân đốt lò đều tới bọn họ có thể kiên trì vài phút không đến mức hoàn toàn biến thành căn nguyên đương nhiên công nhân đốt lò chỉ có thể thăng phát hỏa sau đó thợ rèn đem ngón cái lớn nhỏ cương châm ném vào đi thiêu cái đỏ bừng thế tục đặc sắc giải phẫu thử xem đi triều phượng hoàng mí mắt đều không có nâng một chút nàng tự nhiên nhìn ra được vấn đề kiên nhẫn một chút a à, khả năng có điểm đau Thái tử ra cười đã làm người ra đầu tê dại võ thần nhưng thật ra sẽ không kêu. Rốt cuộc điểm này đau đớn hơn nữa này hoàn toàn là biến tướng trừng phạt. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, phùng sai địa phương đây là tay phải, ngươi phùng bên trái. Thái tử ra chỉ vào thợ rèn bên kia, đôi mắt có lão thị kia làm sao bây giờ? Thợ rèn vẻ mặt mờ mịt, hủy đi đổi lại đây a, à, bằng không hắn tay là phản. Diệp Song Song mở miệng nói: Ai, ngươi kiên nhẫn một chút a. À? Thợ rèn mở miệng nói: bắt đầu hủy đi vừa mới phùng tốt dây thép, hắn dùng cương châm cùng dây thép ở phùng. Võ Thần đã từ bỏ chống cự, trực tiếp nhắm mắt lại giả chết bẩm sinh thần chỉ. Triều Phượng Hoàng nhưng thật ra chú ý tới công nhân đốt lò cùng thợ rèn kỳ. Đệ Tam Nguyên không phải có rất nhiều sao, này cũng không kỳ quái lạc trần cố ý nói như vậy nói không bọn họ không giống nhau hiển nhiên triều phượng hoàng là đã nhìn ra cái gì nói một chút đi vì cái gì muốn làm như vậy lạc trần thẳng vào chủ đề làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản ta muốn có minh hữu nhưng là kia mấy cái cổ hoang tử không phải quá xuẩn chính là cuồng vọng tự đại triều phượng hoàng mở miệng nói hiện giờ bọn họ đã chết chết ở ngươi trong tay cứ như vậy, cùng ta cạnh tranh người tự nhiên liền ít đi, đương nhiên. Ta chưa từng có đem bọn họ coi như đối thủ. Chỉ là ai cũng không hy vọng luôn là có mấy chỉ ruồi bỏ ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Triều Phượng Hoàng nói thực nhẹ nhàng, thế. Giới này cho phép ngu xuẩn tồn tại nhưng là không thể làm ngu xuẩn tới lãnh đạo thế giới này. Hướng đi, Triều Phượng Hoàng nâng chung trà lên, kỳ. Thật, năm nghìn năm qua ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Nói nói nguyên nhân. Lạc Trần lại lần nữa hỏi, hai cái, một. Cái là ta đã từng gặp qua ngươi, vốn dĩ gia tốc thời gian là một vạn năm. Nhưng là ngươi cái kia thần linh phân thân, đương nhiên, cũng có thể là bản tôn. Bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở, chỉ có năm nghìn năm gia tốc, hắn. Tiến vào kỷ nguyên cốc bên trong, nơi đó có hai vị vô thượng vương. Bên trong hiện tại tình huống như thế nào, chúng ta không thể hiểu hết, hoặc là, người bám trụ bọn họ, hiện giờ còn ở khổ chiến, hoặc là, người đã chết. Triều Phượng Hoàng mở miệng nói, như vậy một giải thích liền nói thông, khó trách thần đạo thể. Cùng lạc trần ý thức thượng tách ra. Nguyên lai like là cái dạng này tình huống, ta ở đánh cuộc, nếu là người trước, như. Vậy, người liền đến không được, tuy rằng hai cái vương từ từ già đi, không hề đỉnh. Nhưng là nếu ngươi có thể bám trụ nói, như vậy thực lực của ngươi liền thăm dò triều phượng hoàng giải thích nói hẳn là kéo không được lạc trần mở miệng nói như vậy không có tin tưởng kia đảo không phải mà là cảnh giới quá thấp lạc trần mở miệng nói nhưng là hắn khẳng định có biện pháp không nhất định một hai phải dựa thực lực lạc trần cười mở miệng nói cũng là vì cái này cho nên quân lâm sơn hai cái vương thuật pháp bị đánh gãy chỉ có năm nghìn năm gia tốc thời gian triều phượng hoàng giải thích nói cho nên, ta biết, năm nghìn sau, các ngươi thế tục khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Triều Phượng Hoàng nhìn về phía Lạc Trần, cũng. Chính là hôm nay vừa thấy, ta đã đợi năm nghìn năm, mục đích chính là vì liên thủ kỷ. Đệ Tam Nguyên Vương rất nhiều, hơn nữa mưu đồ cực đại, nhưng là ta không nghĩ bị thao tác ta. Phụ Vương già rồi, vẫn luôn bồi dưỡng ca ca ta nhưng là ca ca ta không được. Triều Phượng Hoàng giải thích nói. Người đối với ngươi ca ca có câu oán hận chưa? Nói tới câu oán hận, chúng ta hai cái, vốn dĩ một văn một võ khá tốt, nhưng là làm vương. Hắn hiển nhiên chỉ cần vũ lực, kỷ đệ tam nguyên kỳ thật thực đáng thương. Nhưng là hiện tại vô luận là vương vẫn là mặt khác mọi người. Bọn họ đều xem nhẹ một cái chuyện quan trọng, đi tới thứ năm kỷ nguyên lại như thế nào, đến. Lúc đó, nói không chừng thứ năm kỷ nguyên lặp lại kỷ đệ tam nguyên bi kịch. Thời gian cũng đông lại đâu. Triều Phượng Hoàng thở dài nói, vương. Đâu giải quyết không được, ngươi có thể giải quyết." Lạc Trần nói ra mấu chốt tính vấn đề, "Ta đoán quá nguyên nhân là bởi vì thần quá cường đại, lại bất tử, như vậy phát triển đi xuống. Số lượng quá nhiều, tài nguyên quá ít, dẫn tới tài nguyên khô kiệt cho. Nên ngươi trước hố giết 300 tỷ thần linh kia, xem như thuận nước đẩy thuyền đi, hố giết bọn hắn chính là lạc tiên sinh ngươi. Hơn nữa, rốt cuộc gió lốc đám người cũng không phải cái gì thứ tốt." triều phượng hoàng một chút cũng không có khách khí số lượng chỉ là một cái suy đoán cũng không thấy được chính là nguyên nhân này vấn đề này trước sau không có chân chính đáp án ta điều tra quá địa cầu cũng chính là táng thần tinh cũng không có ở cái kia thời đại bị đông lại thời gian triều phượng hoàng rõ ràng là thật sự hạ công phu nói cách khác táng thần tinh bên kia có không giống nhau đồ vật ta muốn đi xem triều phượng hoàng mở miệng nói đây là mục đích của ngươi lạc trần hỏi xem như một bộ phận đi ali là người của ta nàng bị đuổi giết cũng là thật sự bất quá đích xác chiếm cứ các ngươi người thân thể triều phượng hoàng hào phóng thừa nhận nàng người đâu người hiện giờ tình huống có chút phiền phức phiền toái giải quyết sau ta đem người trả lại nhưng là lạc tiên sinh hy vọng ngươi có thể mang ta đi táng thần tinh nhìn xem Triều Phượng Hoàng mở miệng nói, "Cái gì trao đổi đâu? Ta và ngươi liên thủ, ta không cần tiên giới, ta so với bọn hắn mục tiêu cao nhiều, ta tưởng này sau lưng đều có một cái độc thủ, ta phụ thân bọn họ này đó vương đã nhận ra một ít cái gì, đương nhiên bọn họ sẽ không nói cho ta, nhưng là ta không nghĩ làm sinh mệnh cứ như vậy lãng phí. Ta tưởng tra được sau lưng nguyên nhân, đây là ta mục tiêu, phía sau màn độc thủ có" thể đông lại thời gian phía sau màn độc thủ, ngươi. Có hay không nghĩ tới, kỳ thật đối với hiện tại thứ năm kỳ nguyên tới nói. Các ngươi là không tồn tại, cũng không nên tồn tại. Lạc Trần hỏi, thời gian giống như là một cái con sông, chúng ta ở thượng du, các ngươi tại hạ du, chỉ là không gian thượng chúng ta là trùng hợp, nếu còn có một loại khả năng đâu. Lạc Trần đưa ra một cái khả năng, các ngươi thời gian bị động tay chân, mặt khác thời gian bình thường chảy xuôi sau đó tạo thành các ngươi thời gian bị đông lại biểu hiện giả dối bởi vì nếu thượng du kết băng như vậy liền sẽ không có hạ du cũng sẽ không có đệ tứ kỷ nguyên cùng thứ năm kỷ nguyên lạc trần giải thích nói đệ tứ kỷ nguyên thật sự tồn tại sao triều phượng hoàng có điều hoài nghi tồn tại điểm này ta có thể nói cho ngươi lạc trần cũng không có dấu giếm vậy kỳ quái theo lý thuyết đệ tứ kỷ nguyên không nên ra đời mới đúng Triều Phượng Hoàng nhíu mày nói, tồn. Tại tức hợp lý, giống như là các ngươi cư nhiên còn tồn tại giống nhau. Chương 3032 Thiên đế ngã xuống. Chương 3032 Thiên đế ngã xuống chính là dựa theo lý luận đi lên nói. Chúng ta nếu thời gian bị đông lại, không gian thượng chúng ta chẳng lẽ bị chóc nếu không chúng ta chiếm cứ vốn có không gian, đệ tứ kỷ nguyên liền sẽ không ra đời triều phượng hoàng nhíu mày nói nàng sở dĩ hoài nghi đệ tứ kỷ nguyên chính là bởi vì rất nhiều đồ vật đều không phù hợp lẽ thường đệ tứ kỷ nguyên cũng hơn nữa là tiên huy hoàng thời kỳ chỉ là bắt đầu vẫn là thần tạo thành hoặc là thần khai sáng đương nhiên trong đó cũng có tiên lạc trần lại lần nữa mở miệng nói đệ tứ kỷ nguyên là chiến thần cùng minh tiên chờ bảy người xây dựng nghiêm khắc tới nói chiến thần là lão thất là thần, Minh Tiên cũng không phải lão đại, Minh Tiên chỉ là lão nhị hoặc là lão tam. Nhưng là đệ tứ kỷ nguyên hậu kỳ, vì cùng chiến thần liên thủ thuận lợi. Không chỉ có ẩn tàng rồi cho nhau quan hệ, Minh Tiên tự hồ thành lão đại. Mà chiến thần biến thành lão nhị, nhưng là này thất huynh đệ. Rốt cuộc là thần nhiều vẫn là tiên nhiều. Hiện tại ai cũng vô pháp đi nghiệm chứng, rốt cuộc Minh Tiên trước mắt là tìm không thấy chiến thần sớm đã binh giải, đệ tứ kỷ nguyên là cùng thiên mệnh đấu tranh kỷ nguyên, thiên. Mệnh sao? Triều phượng hoàng trong mắt như suy tư gì, cho. Nên, đồng lại các ngươi kỷ đệ tam nguyên, có thể hay không là thiên mệnh. Vệ tử thanh đưa ra một cái giả thiết, kỷ đệ tam nguyên không có thiên mệnh cái này cách nói. Triều phượng hoàng kinh ngạc nói, nhưng là nàng cũng có điều hoài nghi, thiên. Địa bản thân khẳng định là có ý chí, thiên địa bản thân cũng là sinh linh chúng ta sinh hoạt ở hắn thân thể thượng hoặc là trong cơ thể cho nên kỷ đệ tam nguyên hẳn là cũng không ngoại lệ thiên địa ý chí hợp thành quy tắc mà khi thiên địa ý chí lại lần nữa tiến hóa nó bản thân chủ quản ý thức càng ngày càng cường thịnh cuối cùng liền sẽ ra đời thiên mệnh có thể nói nó là toàn bộ thế giới tuyệt đối khống chế giả lạc trần nói liền vẫy tay ý bảo triều phượng hoàng cùng chính mình đi trước trong sương mù mặt triều phượng hoàng cũng không sợ hãi. Một mình một thần cùng lạc trần đoàn người đi trước xương mù chỗ sâu trong. Đi tới kia thật lớn môn hộ trước, lựa chọn sinh ra cùng nhân sinh sao? Sinh ra cùng nhân sinh sở dĩ vô pháp lựa chọn, chính là bởi vì thiên địa quy tắc. Hoặc là nói là bởi vì nhược hóa bản thiên mệnh, nhưng... Là nếu là cường hóa bản thiên mệnh nói, như vậy sinh ra cùng nhân sinh liền có thể lựa chọn. Lạc Trần giải thích nói, nhìn môn hộ thiên mệnh tới an bài ngươi sinh ra cũng chính là cái gọi là vận mệnh từ sinh ra kia một khác cái gì đều chú định hảo ngươi là nam hay nữ cả đời này sẽ gặp được như thế nào ngươi trải qua này đó sự tình cuối cùng kết cục là như thế nào thậm chí tế hóa đến ngươi mỗi cái thời gian đoạn chuyện nên làm đây là một cái mạnh mẽ quỹ đạo đã sớm trải tốt quỹ đạo cả đời cũng chỉ có thể tại đây điều quỹ đạo thượng hành xử mặc dù là có chút không cam lòng mặc dù là có chút không muốn nhưng là vẫn là đến dựa theo trải quỹ đạo đi đây là cái gọi là vận mệnh lạc trần nhìn về phía triều phượng hoàng như vậy cả đời thật là đáng sợ sau lưng luôn có vô hình bàn tay to khống chế được hết thảy đúng vậy nhưng là đối với rất nhiều sinh linh mà nói điểm này là vô pháp thay đổi ý của ngươi là đệ tư kỷ nguyên vẫn luôn ở cùng như vậy tuyệt đối khống chế giả một trận chiến, hẳn là thắng, nhưng là cũng trả giá rất nhiều đại giới, hơn nữa thắng về thắng. Nhưng là ảnh hưởng cực đại, quân lâm Sơn Vương là như thế nào lại đây thi pháp? Lạc Trần hỏi ngược lại, ngươi là nói là thứ năm kỷ nguyên thiên mệnh. Triều Phượng Hoàng có chút không thể tưởng tượng, các, người kỷ đệ tam nguyên thoạt nhìn là chiếm cứ thượng phong, nhưng kỳ thật đã bị lợi dụng. Bị thứ năm kỷ nguyên thiên mệnh lợi dụng. Lạc Trần mở miệng nói, kỷ đệ tam nguyên là một cái địch nhân nhưng là tiềm tàng ở dưới nước thiên mệnh mới là lớn hơn nữa địch nhân, kỷ đệ tam nguyên nhập. Cục cũng chỉ là thiên mệnh bút tích kỷ. Đệ tam nguyên thật sự yêu cầu thời gian ra tốc sao, hoặc là nói như vậy, ai sẽ yêu cầu thời gian càng nhiều? Lạc Trần hỏi ngược lại, khẳng định không phải tiên giới. Cũng không phải kỷ đệ tam nguyên thần minh, thiên mệnh, không? Sai biệt lắm, chín đại thánh địa vẫn luôn muốn sống lại hoặc là nói tái tạo liền một cái thiên. Mệnh mà từ thời gian đi lên nói bọn họ yêu cầu thời gian rất nhiều kia vì cái gì còn muốn đem các ngươi cách ly mở ra bởi vì các ngươi trong tay có đối phó thiên mệnh đồ vật triều phượng hoàng hỏi rốt cuộc cái này mới có thể giải thích vì sao chín đại thánh địa cùng quân lâm sơn vương liên thủ dẫn tới thời gian gia tốc nhưng là cố tình cách ly lạc trần bọn họ không phải trong tay ta không có bọn họ muốn cách ly kỳ thật không phải ta mặc dù là năm nghìn năm trước ta lúc ấy hẳn là không cũng sẽ không làm cho bọn họ hoặc là thiên mệnh sợ hãi lạc trần cười lạnh nói bọn họ muốn ngăn cách kỳ thật hẳn là táng tiên tinh ngăn cách chúng ta khả năng chỉ là thuận cái tay táng tiên tinh cũng chính là chúng ta muốn đi táng thần tinh không tôi chúng ta thế tục địa cầu bên trong hẳn là có làm thiên mệnh kiêng kỵ đồ vật cho nên dứt khoát thiên mệnh dứt khoát liên thủ quân lâm sơn sau đó trực tiếp ngăn cách nhưng là ta cũng tò mò chính là quân lâm sơn như thế nào sẽ liên lụy tiến vào hoặc là nói vương như thế nào sẽ tự mình ra tay lạc trần nhíu mày nói ta nghe nói là vì báo thù báo thù lạc trần như suy tư gì đúng vậy quân lâm sơn có tứ đại thiên đế trong đó một cái thiên đế ngã xuống triều phượng hoàng bên này cấp ra một cái quan trọng tin tức trong đó một cái thiên đế ngã xuống Diệp song song kinh ngạc nói, như thế nào ngã xuống, nghe. Nói là vượt qua thời không đi giết người, vượt qua thời không đi tương lai giết người, sao? Đó chết ở tương lai. Triều Phượng Hoàng nói ra mật tân, nàng ở tiên giới tay mắt đông đảo. Tự nhiên biết một ít người khác sở không biết sự tình, giết ai, nếu. Không, các ngươi đoán xem. Triều Phượng Hoàng mở miệng nói. Ý của ngươi là sát ta nhưng không có ý tứ này, cụ thể giết ai, không biết nhưng là đi đến tương lai giết người sau đó đã chết cũng chính là tương lai sẽ có vương chiến diệp song song kinh ngạc nói thiên đế chỉ là một loại xưng hô trên thực tế kia cũng là vương hoàng vương đế đều là đối vương cái này cấp bậc một loại xưng hô không biết tiên giới tương lai là ai giết chết vương nhưng là hiển nhiên hắn đã chết cũng chính là năm nghìn năm trước hắn vượt qua thời không đi tới tương lai các ngươi cũng có thể cho rằng là đi tới hiện tại, sau đó chết trận. Triều Phượng Hoàng tình báo công tác thực đúng chỗ. Tuy rằng không biết là giết ai, nhưng là đối với chuyện này, biết đến cũng rất nhiều, như. Vậy vấn đề tới, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai. Trừ phi là các ngươi kỷ đệ tam nguyên vương lại đây, nếu không. Chỉ bằng hiện tại tiên giới tới nói, ai có có thể năng lực sát vương, rốt cuộc đó là một vị thiên đế, rất khó nói thiên đế có thể bị giết bởi vì khách quan tới nói. Trước mắt Lạc Trần cũng làm không đến điểm này, nếu là tương lai nói. Như vậy cũng phải nhìn cái này tương lai rốt cuộc là rất xa tương lai, bởi vì ngày mai. Kia cũng là một cái tương lai a, à, nếu là ngày mai, toàn bộ tiên giới. Ai có thể đủ đánh chết vương? Chương 3033 muốn mệnh. Chương 3033 muốn mẹ hiển nhiên vấn đề này quá đáng giá suy nghĩ sâu xa, thiên đế đều ngã xuống. Này vấn đề đã có thể phức tạp nhưng là lạc trần bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Tự hồ là nghĩ tới đáp án, cửa này mặt sau là cái gì, hẳn là còn cần đi tìm kiếm một phen. Lạc Trần trả lời nói, kia lạc tiên sinh, chúng ta giao dịch có không? Triều Phượng Hoàng trực tiếp xong xuôi, vô. Ngã Sơn cùng Tứ Phương Hải, người bên kia phái người đi tiêu diệt. Lạc Trần mở miệng nói, lạc tiên sinh vì sao động bọn họ tạc cá lạc trần mở miệng nói ta cho rằng ngươi không biết bọn họ đâu triều phượng hoàng trong ánh mắt cũng mang theo một cổ tán thưởng bởi vì hiển nhiên lạc trần hoài nghi ngươi cái này nhưng thật ra hào tính toán ta đi giết bọn họ sau đó đem cá tạc ra tới đến lúc đó mặc dù xảy ra vấn đề cũng cùng ngươi không có quan hệ triều phượng hoàng nhìn về phía nơi xa làm kia không nên thân đồ vật trước đi ra ngoài khôi phục thương thế đi ta có thể tự mình vì ngươi đi vô ngã sơn cùng tứ phương hải dẹp yên bọn họ triều phượng hoàng đáp ứng rồi nhưng là tương ứng ta yêu cầu lạc tiên sinh ngươi cho ta một thân phận hoặc là mượn ngươi một thân phận dùng một chút triều phượng hoàng mở miệng nói ngươi muốn cái gì thân phận bảo đảm ta ở táng thần tinh an toàn thân phận bằng hữu kia không đủ bảo đảm không được bạn gái hoặc là vị hôn thê ngươi xem thế nào triều phượng hoàng mở miệng nói bởi vì chỉ là bằng hữu nói triều phượng hoàng lo lắng đi liền đi không được nhưng là nếu là bạn gái hoặc là vị hôn thê nói như vậy đi ít nhất tương đương là nhiều một đạo miễn từ kim bày vậy người đại khái đã biết bên kia có chút đến không được tồn tại người như thế nào liền xác định ta mặt mũi hảo xử. Lạc Trần cười mở miệng nói, Lạc, tiên sinh, đó là ngươi quê quán, ngươi nếu có thể đi ra, đã nói lên. Bọn họ khẳng định sẽ cho cái này mặt mũi. Bằng không ngươi căn bản là vô pháp đi ra táng thần tinh, đấy. Xác táng thần tinh bên kia cũng chính là địa cầu thực thần bí. Bên trong khẳng định có một ít đến không được tồn tại, mà này đó tồn tại. Nếu ngay từ đầu liền phải động Lạc Trần nói, theo lý thuyết đã sớm đem Lạc Trần giết bất động lạc trần nói đã nói lên trong đó có một ít lợi hại quan hệ cũng chính là hỏi lạc trần muốn một thân phận đây là một đạo miễn tử kim bài đặc biệt là vị hôn thê hoặc là cái gọi là bạn gái này đó đều là thế tục cách nói mà triều phượng hoàng đã sớm tìm hiểu tự nhiên là biết đến bạn gái đi thân phận cho ngươi mượn lạc trần nhưng thật ra không thèm để ý này đó rốt cuộc này chỉ là một giao dịch mà thôi kia hảo ta trước lấy lạc tiên sinh bạn gái thân phận đi một chuyến bên kia. Đi trước nhìn xem lạc tiên sinh cha mẹ như thế nào, cái. Này làm cho lạc trần nhưng thật ra mày nhăn lại, bởi vì có người ở nơi đó, này vừa đi. Thật là có điểm hiểu lầm làm sao bây giờ, những người khác lạc trần có thể không thèm để ý. Nhưng là người kia, lạc trần vẫn là để ý, diễn. Trò làm nguyên bộ, nếu là ta từ ngươi lạc ra đại môn đi ra sau đó ở táng thần tinh thượng dạo một vòng khẳng định là không thành vấn đề triều phượng hoàng mở miệng nói đây cũng là bất đắc dĩ sự tình bởi vì triều phượng hoàng nàng cũng sợ nàng lại không phải những cái đó ngu xuẩn thân tử cuồng vọng tự đại hoặc là vô tri đi loại địa phương kia nàng không được hảo hảo ngẫm lại biện pháp bằng không đi tám chín phần mười liền không về được đặc biệt là nàng cái này không thuộc về cái này kỷ nguyên Người, ai, người nhưng thật ra thông minh, đi nơi đó, để lạc tiên sinh tên húy hảo sử. Hồng Biêu thở dài nói, đi thôi. Lạc Trần gật gật đầu. Này dù sao cũng là giao dịch, chủ yếu là Ali. Cũng chính là Trương Tiên Thánh đúng là nhân ra trong tay. Không thể nói xé rách ra mặt, biết được tiến thối, có không cho ta một cái tín vật. Triều Phượng Hoàng mở miệng nói, cấp. Lạc Trần đem trong tay đồng hồ lấy xuống dưới, ném cho Triều Phượng Hoàng, vậy đa tạ lạc tiên sinh, ta đi trước nhà ngươi một chuyến, sau đó trở về lúc sau. Ta tự mình đi dẹp yên vô ngã sơn cùng tứ phương hải, sau. Đó ta lại căn cứ cơ hội cùng tình huống kỹ càng tỉ mỉ tra xét táng thần tinh. Có chút địa phương đừng sằng bậy, ngươi để ta cũng không thấy đến hảo sử. Trừ phi ta tự mình đi, minh bạch. Triều Phượng Hoàng mở miệng nói, hồng. Bill, ngươi mang nàng đi một chuyến đi. Lạc Trần mở miệng nói, Hồng Biêu trong lòng hứng khởi. Đây là một phần hảo sai sự A, à, này nếu là đi. Còn có thể đủ về nhà độ cái giả đâu, lần trước trở về quá cấp. Chưa kịp đi dạo một chút, lúc này đây liền không giống nhau, kia ra, chúng ta đi xuống A. À. Hồng Biêu vẫy vẫy tay, có Hồng Biêu dẫn đường, khẳng định là thực mau, mà bàn long loan bên này. Kỳ thật thời gian cũng liền đi qua hơn 10 ngày, rốt cuộc bắt đầu 5.000 năm cũng liền 10 ngày. Sau đó thời gian tiên giới đồng bộ lúc sau, tính xuống dưới cũng liền hơn 10 ngày. Mau tiếp cận nửa tháng, mà Thẩm Nguyệt Lan ở hậu viện giáo mộng nam làm văn thắn, nàng là càng. Xem cái này nữ oa càng thích rốt cuộc hiểu chuyện không nói. Hoàn toàn có cổ cái loại này có thể căng đến khởi gia đình. Thậm chí một cái gia tộc nữ chủ nhân cái loại này khi chất cùng tiềm lực chúng. Ta nữ nhân a, à, kỳ thật đừng nhìn đại lão gia đều là ở bên ngoài giao tranh kỳ thật vẫn là không rời đi chúng ta duy trì chúng ta nếu là tốt nhất a à, bọn họ ở bên ngoài mới có thể đủ yên tâm giao tranh thẩm nguyệt lan không ngừng trộm cấp mộng nam giáo huấn một ít tư tưởng mà cửa trong viện những cái đó quỳ gối nơi đó chín đại thánh địa thánh tử còn quỳ nhưng là thẩm nguyệt lan đã thói quen quản bọn họ đâu con dâu quan trọng nhất không phải hơn nữa gần nhất làm bối nhi có điểm vội cũng không thường tới, nhưng là như là ly mị tư chờ nhưng thật ra thường xuyên tới, cái này làm. Cho thẩm Nguyệt Lan thập phần đau đầu. Cũng may không có xuất hiện cái loại này cái gì chính quy bạn gái xuất hiện sự tình, bằng không. Nàng này cần phải như thế nào giải quyết mà lúc này, lạc phụ bỗng nhiên tới. Biểu tình thực mất tự nhiên, bạn già nhi, người nếu không ra tới một chút, làm sao vậy? Thẩm Nguyệt Lan một quay đầu có chút việc tìm ngươi có việc ngươi liền nói báy nơi này lại không có người ngoài thẩm nguyệt lan tức giận mở miệng nói sự tình gì còn muốn cõng mộng nam nói này không phải khách khí sao đem người đương người ngoài nàng đều quyết định hảo này mộng nam chính là bàn long loan nữ chủ nhân này còn không rõ cho nên nàng nội tâm một bên âm thầm trách cứ lạc phụ không hiểu chuyện một bên quát lớn nói xác định muốn ở chỗ này nói lạc phụ hỏi ta nói thiên đại sự tình ngươi cũng ở chỗ này cho ta nói thẩm nguyệt lan bao sủi cảo trực tiếp giống lên lên tiểu trần nữ bằng tới lạc phụ thật sự không chiêu lời này làm thẩm nguyệt lan như là đòn cảnh tỉnh giống nhau không khi nháy mắt xấu hổ tới rồi cực hạn a di ngươi nếu không vẫn là đi ra ngoài xử lý một chút mộng nam bao sủi cảo đầu cũng không nâng mộng nam ngươi đừng nghĩ nhiều thích nhà của chúng ta lạc trần ngươi rất nhiều thường xuyên có người nói là hắn bạn gái, khẳng định là giả. Thẩm Nguyệt Lan giải thích nói, nhân ra hình như là mang theo tín vật tới. Mộng Nam mở miệng nói, là mang theo tiểu trần đồng hồ tới, người cấp mua kia khối. Lạc Phụ lúc này cũng lỗi thời mở miệng nói, ai nha, này muốn mạnh a à. Thẩm Nguyệt Lan quả thực muốn hết chỗ nói rồi. mươi 3034 quỳ thoải mái. Trường 3034 quỷ thoải mái thẩm Nguyệt Lan lại lần nữa hoảng loạn này vẫn luôn hy vọng nhi tử có. Thể sớm ngày kết hôn sinh con cũng vẫn luôn hy vọng nhi tử có cái chính thức đối tượng nhưng là này cũng không phải như vậy rằng bậy a à, thẩm Nguyệt Lan cảm thấy đau đầu. Bởi vì loại tình huống này nàng không phải lần đầu tiên đối mặt cho nên thẩm Nguyệt Lan một bên nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Một bên thấp giọng nghiến răng nghiến lợi đối lạc phụ của mắng, loại chuyện này ngươi đường tiểu nam nói cái gì không phải ngươi một hai phải kêu ta giáp mặt nói sao lạc phụ cũng cảm thấy thực ủy khuất vậy ngươi cũng đến xem là sự tình gì à quay đầu lại lại thu thập ngươi thẩm nguyệt lan quả thực hết chỗ nói rồi loại chuyện này động động đầu óc liền biết vô pháp làm trò mộng nam nói ra này không phải cho nhân ra ngột ngạt sao nàng vẫn luôn nỗ lực ở mộng nam diện trước tạo lạc trần quang huy vĩ ngạn hình tượng lúc này hảo hình tượng nháy mắt liền sụp đổ hơn nữa đối phương còn mang theo tín vật tới chẳng lẽ thật là lạc trần ở bên ngoài lại tìm như vậy đi xuống không thể được niêm hoa nhạ thảo tận cấp trong nhà nhiệt liệt mỗi lần đều không xuất hiện kết quả một đám đều tìm tới gia môn nàng chính là lại lợi hại cũng ứng phó không được a à thầm nguyệt lan cấp vội vàng vọt tới cổng lớn đi kết quả liền thấy được triều phượng hoàng không thể không nói, triều phượng hoàng đây là hàng thật giá thật nữ thần, đều không phải là hình dung. Mà là chân chính nữ thần, hơn nữa lại là hoàng tử. Cho nên thoạt nhìn khí chất cùng khí độ quả thực thật sự quá bất phàm, tuy rằng hơi thua mộng. Nam một bậc nhưng là đây cũng là liếc mắt một cái nhìn lại. Khiến cho người thật sâu rơi vào đi vô pháp tự kềm chế cái loại này nữ nhân, A-di, người hảo. Triều phượng hoàng hào phóng vươn một bàn tay. Nàng đã sớm trước tiên bị hảo về thế tục hết thảy, tự nhiên biết cái gì gọi là lễ phép ai. Nha, mau tiến vào, đừng ở ngoài cửa đứng a. Thẩm Nguyệt Lan tuy rằng trong lòng có khổ nói không nên lời, nhưng là người tới. Nàng có thể làm sao bây giờ, còn không phải chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào, đúng. Rồi, cô nương, ngươi tên là gì? Thẩm Nguyệt Lan nhiệt tình bắt lấy Triều Phượng Hoàng vào cửa, nhưng là nàng lại thấy được mộng nam bên kia giống như cũng muốn ra tới. Cái này làm cho thẩm Nguyệt Lan bắt lấy triều phượng hoàng tay tùng cũng không phải. Không buông cũng không phải, lòng đi, vắng vẻ triều phượng hoàng, không buông đi. Mộng nam nhìn đến nàng như vậy nhiệt tình. Sẽ nghĩ như thế nào, giờ phút này thẩm Nguyệt Lan hận không thể lập tức bắt lấy lạc trần chính. Là một đốn loạn côn, này hỗn trướng tiểu tử. Hiện tại gây họa bản lĩnh là càng lúc càng lớn, may mắn hôm nay Lam Bối Nhi không ở. Ít nhất so với Lam Bối Nhi xuất hiện, kết quả này muốn tốt hơn nhiều a. À, Di ta kêu Triều Phượng Hoàng, là Lạc Trần bạn gái, đây là chúng ta đính ước tín vật. Triều Phượng Hoàng lấy ra tới kia khối đồng hồ, đồng hồ vừa xuất hiện. Thẩm Nguyệt Lan thật sự có chút luống cuống, bởi vì nói thật, nàng khẳng định là hy vọng mộng nam hoặc là Bối Nhi, nhưng là Triều Phượng hoàng sao nàng ngồi xem hữu xem giống như cũng không tồi a à, cho dù là thân là một nữ nhân nàng đều khó có thể làm ra lựa chọn thẩm phu nhân vị này thật là hồng biêu giờ phút này gật gật đầu nhưng là hồng biêu mới vừa ngẩng đầu liền nghênh diện thấy được mộng nam hắn từ lạc trần nơi đó đích xác biết trong nhà có cái đến không được đại nhân vật nhưng là giờ phút này nhìn đến mộng nam ánh mắt đầu tiên hắn chỉ là bản năng sừng sốt, kết quả, này liếc mắt một cái tựa hồ chọc giận đối phương, sau đó. Thình thịch một tiếng, hắn quỳ xuống, người quỳ xuống làm cái gì, thầm. Nguyệt Lan khó hiểu, kỳ thật triều phượng hoàng cũng không có phát hiện, hồng biêu càng là có khổ. Nói không nên lời, hắn là cảm thấy vừa mới một cổ thật lớn lực lượng cho hắn ấn xuống dưới. Quỳ, nhưng là hắn đầu chuyển thực mau, bởi vì hắn đứng ở triều phượng hoàng bên cạnh theo lý thuyết nếu có người đối hắn động thủ triều phượng hoàng không có khả năng không không biết cũng không có khả năng không ngăn cản nếu không biết nói đã nói lên thực lực của đối phương cùng cảnh giới quá cao cho nên hồng biêu hoàn toàn hết chỗ nói rồi ta khả năng đại khái là chân mềm đi hồng biêu chính mình tìm cái bậc thang đi vào ngồi nói chuyện đi thẩm nguyệt lan giờ phút này chỉ có thể như vậy căng ra đầu nói chuyện bởi vì nàng phát hiện Mộng Nam đã ngồi ở giữa sân kia trương chủ nhân trên sofa, sau đó bưng lên trên bàn chén trà. Ở uống trà, Thẩm Nguyệt Lan đau đầu đến không được, này đi qua. Như thế nào cùng Mộng Nam giới thiệu Triều Phượng Hoàng, lại muốn như thế nào cùng Triều Phượng? Hoàng giải thích Mộng Nam, nếu là giống nhau tiểu cô nương. Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy chính mình còn có thể đủ chấn được bãi, rốt cuộc nàng chính mình nói như vậy cũng có vài phần khí chàng nhưng là giờ phút này đối mặt này hai nữ nhân thẩm nguyệt lan chính mình đều âm thầm đổ mồ hôi này hai nữ nhân nàng trong lòng hiểu rõ nàng chấn không được a à. thẩm nguyệt lan xin giúp đỡ nhìn về phía lạc phụ kết quả lạc phụ cho nàng chỉ chỉ mặt sau đại môn nơi đó bởi vì nơi đó đứng một hình bóng quen thuộc a à. bill là lạc đại ca đã trở lại sau lam bối nhi không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại tới nữa Giờ khắc này, Thẩm Nguyệt Lan chỉ cảm thấy nơi này quả thực là muốn cháy, hơn nữa Lam Bối Nhi. Hiện tại nhưng một chút cũng không thấy ngoại, lập tức đi đến. Đem trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng bên cạnh một phóng, các ngươi đây là. Lam Bối Nhi nghi hoặc nhìn Thẩm Nguyệt Lan cùng chiều Phượng Hoàng, Thẩm Nguyệt Lan khóe miệng. Chủ động, nàng muốn nói như thế nào, đều là kia hỗn trướng tiểu tử làm ra chuyện tốt như thế nào giải thích nói như thế nào loại tình huống này đều là không lời gì để nói ta đi cho các ngươi tẩy cái trái cây a à. thẩm nguyệt lan linh cơ vừa động liền muốn trước thoát đi bởi vì chuyện này nàng thật sự có điểm ứng phó không được trái cây đã sớm tẩy hảo mộng nam thanh âm không lớn nhưng là cũng đủ mọi người nghe được thẩm nguyệt lan hoàn toàn không lời gì để nói cái này làm cho nàng làm sao bây giờ a à. di chúng ta ngồi liêu đi Triều phượng hoàng lôi kéo thẩm nguyệt lan tay đi hướng mộng nam bên kia a à di người tới là khách ngồi xuống nói chuyện mộng nam cũng mở miệng thẩm nguyệt lan nội tâm kia kêu, kêu một cái khổ a à, hồng Bưu người quỳ làm gì chạy nhanh lên a à. thẩm nguyệt lan rốt cuộc tìm được rồi một cái đột phá khẩu ta này quỳ rất thoải mái trước làm ta quỳ trong chốc lát đi hồng bưu cúi đầu mở miệng nói không phải hắn không nghĩ lên là hắn khởi không tới, nhưng là lời này hắn lại không dám nói ra, vốn dĩ cho rằng trở về là một. Kiện Mỹ kém, kết quả hiện tại hảo, này căn bản không phải cái gì Mỹ kém, không khí quá xấu hổ. Lam Bối Nhi cũng ở cái này địa phương, giờ phút này cũng nhìn mặt khác ba người, cuối cùng. Lam Bối Nhi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt Lan, Triều Phượng Hoàng cũng là. Mộng Nam ánh mắt cũng dừng ở Thẩm Nguyệt Lan trên người, Thẩm Nguyệt Lan thật sự cảm thấy áp lực chuyện này vốn dĩ nên là lạc trần tới gánh vác thẩm nguyệt lan đích xác ứng phó không được ta trong nồi hầm đồ vật ta đi xem các ngươi trước liêu a à. thẩm nguyệt lan tìm được lấy cớ rời đi sau đó nàng bát thông tô lăng sở điện thoại bởi vì đại bộ phận thời điểm tô lăng sở đều có thể đủ liên hệ đến lạc trần uy tiểu trần a ngươi chừng nào thì trở về nhìn xem mụ 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 tưởng ngươi Thẩm Nguyệt Lan một bên đánh điện thoại, một bên ở trong phòng bếp tìm chay cắn bột. Chương 3035 chuẩn bị tiến công. Thẩm Nguyệt Lan ở trong phòng bếp cùng Lạc Trần đã hàn huyên vài phút nga. Nguyên lai like là như thế này a. À. Hiển nhiên Lạc Trần bên kia cùng nàng giải thích rõ ràng, ngươi. Cái này mụ mụ có điểm không dễ làm a. À. Thẩm Nguyệt Lan thở dài một tiếng, sau đó nàng cắt đứt điện thoại. Đi hướng sân, kết quả ba nữ nhân đã liêu thượng vừa nói vừa cười, thoạt nhìn không khí tựa hồ rất hài hòa, cho. Nên, lạc đại ca ở bên kia có khỏe không, cũng. Không tệ lắm, đây là ta mang đến chúng ta thần giới một ít lễ vật. Triều Phượng Hoàng nhưng thật ra rất hào phóng, cũng thực tuân thủ thế tục lễ vật. Nhập ra tùy tục thẩm Nguyệt Lan nhìn cái này tình huống, thở dài một hơi. Không có việc gì liền hảo, sau đó nàng rốt cuộc chú ý tới hồng biêu, hồng. Biêu, người quỳ giống cái gì, đứng lên đi. Thẩm Nguyệt Lan mở miệng nói, Hồng Biêu thật sự có khổ không dám nói, Thẩm. Phu nhân không có việc gì, ta quỳ khá tốt, chạm lâu rồi, này một đường cũng quá mệt mỏi. Ta quỳ rất thoải mái, coi như ta nghỉ ngơi đi, chiều. Phượng Hoàng hôm nay tới, chỉ là vì trước đem cái này thân phận cờ hiệu chứng thực một chút. Cuối cùng ăn cơm xong, uống qua trà, ước chừng 7 tiếng đồng hồ sau. Mới tính toán làm Hồng Biêu mang nàng đi ra ngoài nhìn xem, Hồng Biêu cũng quỳ 7 tiếng đồng hồ, đi rồi, ngươi còn quỳ. Mộng Nam mở miệng, hồng biêu trên người kia nói áp lực nháy mắt biến. Mất, sau đó hồng biêu mới đứng lên, cuối cùng hồng biêu mang theo Triều phượng hoàng qua đời tục. Nơi nơi nhìn xem, thẳng đến đi ra bàn long loan rất xa địa phương. Triều Phượng Hoàng giờ phút này cư nhiên cũng thở dài một hơi, vừa mới quỳ thoải mái sao ta. Đó là thật sự mệt mỏi. Hồng Biêu vì chính mình tìm bậc thang nói, khó trách các ngươi lạc gia yên tâm lớn mật để cho ta tới thấy hắn cha mẹ. Một chút cũng không lo lắng. Nữ nhân kia không đơn giản. Triều Phượng Hoàng cũng cảm thấy áp lực gấp bội, có như vậy một. Người tọa trấn ở lạc trần trong nhà. Ai tới phòng trừng đều không hảo xử, nàng bắt đầu còn buồn bực. Bởi vì dù sao cũng là nàng tự mình tới lạc gia. Lạc Trần cư nhiên dám cứ như vậy mặc kệ nàng tới, hiện tại nàng minh bạch. Lạc Trần hoàn toàn không lo lắng nàng có bất luận cái gì gây dối ý niệm, hồng biêu mang chiều. Phượng Hoàng đi rất nhiều địa phương, đi phong thiện Thái Sơn, cũng đi thần bí Thái Hành Sơn. Thậm chí đi một chuyến Côn Luân, này tóc vấn đề rất lớn, cho. Tới bây giờ, tiến vào Côn Luân bên trong. Những cái đó tóc đều như là thiết tuyến trùng giống nhau khoanh ở một đoàn. Không ngừng ở vạn vẹo, cuối cùng thậm chí đi Bermuda, cũng đi Kim Tự Tháp chờ địa phương đại lôi âm tự chờ địa phương triều phượng hoàng cũng từng cái đi một cái biến này đó đều là bước đầu thăm dò cấm địa chờ địa phương không có đi cũng không có dám đặt chân chỉ là xa xa tương nhìn một chút triều phượng hoàng nội tâm đại khái cũng có một ít chính mình phán đoán cuối cùng triều phượng hoàng cùng hồng biêu về tới tiên giới sau đó chạy tới thế tục thiên vương điện bên kia đông đại trụ bên kia triều phượng hoàng đã trở lại đi đến đại điện bên trong liền thấy được thế tục một đám người ngồi ở chỗ kia ăn cái lẩu, nữ. Thần, muốn hay không tới hai chiếc đũa. Thái tử ra cười mở miệng nói, nhưng là lại nhìn về phía Hồng Biêu, xem ta làm cái gì. Hồng Biêu mặt già đỏ lên, ha ha ha. Kết quả chính là chọc đến cười vang, quỳ thoải mái, Hồng. Thúc mệt ngươi nói ra tới. Thái tử ra tiếp tục cười to nói, ha. Ha ha, vương lão đại, ngươi này ra mặt dày trình độ, ta đã là theo không kịp thế tục một đám trêu chọc thanh âm làm hồng biêu mặt đích xác đều đỏ lên kia có thể trách ta sao ta còn tưởng rằng là cái hảo sai sự đâu hồng biêu lấy quá một đôi chiếc đũa một phen đem vương thành đẩy ra từ cái lẩu gắp một khối mau bụng bỏ vào trong miệng sau đó lại từ bên cạnh rút ra một chai bia lần sau lạc ra nếu là không ở nói ta đánh chết cũng không đi bàn long loan hồng biêu hiển nhiên là có ám ảnh tâm lý triều phượng hoàng nhưng thật ra thật sự nhập ra tùy tục tìm cái cái bàn ngồi xuống sau đó cùng thế tục bá nổi lên cái lẩu ta đã ở an bài triều phượng hoàng mở miệng nói hiển nhiên là nói tấn công vô ngã sơn cùng tứ phương hải sự tình vô ngã sơn cùng tứ phương hải đích sát thế lực khổng lồ hơn nữa bọn họ lại không ngốc sẽ không chạy tiến tiên cổ tiểu bí cảnh nội đi cho nên nếu muốn tấn công tứ phương hải cùng vô ngã sơn nói như vậy cũng chỉ có thể cường công mà hiện tại tiên giới bên này các loại đồn đãi vớ vẩn cùng suy đoán còn ở tiếp tục bởi vì đi vào tìm lạc trần kia nhất băng người lựa chọn lưu tại tiên cổ đệ tứ tiểu bí cảnh nội bên trong kia phiến đại môn lạc trần là muốn đi nghiên cứu cho nên nơi đó binh lực tạm thời cũng không có bỏ chạy quá nhiều mà tiên giới hiện giờ tương đương là một đoàn thật mạnh xương mù giống nhau rất nhiều chân thật tình huống như cũ không biết kỷ đệ tam nguyên bên kia tạm thời không có động tĩnh, bởi vì thiên tôn một loại. Đều là ở mạnh mẽ bế quan giữa, giờ phút này ai cũng không hảo cường bước vào quấy giày thiên. Tôn, thiên tôn bế quan hẳn là cùng thiên mệnh có quan hệ. Triều phượng hoàng bên này được đến tình báo, thiên mệnh có quan hệ. Diệp song song nhíu mày nói. Không tồi, thiên mệnh bị thương, hơn nữa là bị thương nặng. Triều phượng hoàng động tác thực nhanh chóng, đã biết thiên mệnh sự tình lúc sau lập tức liền triển khai điều tra đã chịu bị thương nặng ai cấp thiên mệnh bị thương nặng thế tục một đám người dừng trong tay chiếc đũa không biết nhưng là đích xác đã chịu bị thương nặng hơn nữa là rất nhiều năm trước sự tình triều phượng hoàng mở miệng nói rốt cuộc có bao nhiêu năm nghìn năm trước cũng chính là ở thời gian gia tốc đêm trước lúc ấy đã chịu bị thương nặng thế tục một đám người có chút không hiểu ra sao lúc ấy như thế nào sẽ bị thương đâu hơn nữa thời gian kia điểm cái gì cũng không có phát sinh như thế nào liền sẽ bị bị thương nặng đâu này nghe tới như thế nào đều không chân thật rốt cuộc ai có cái kia năng lực đi bị thương nặng thiên mệnh sự tình giống như càng ngày càng phức tạp thái tử ra đám người nhíu mày ở phân tích sau đó núi sông địa lý cầu cũng ở liên tiếp chiều phượng hoàng đứng lên hoạt động một chút gân cốt hiển nhiên nàng muốn chuẩn bị thực hiện chính mình lời hứa người liền chính mình một người đi sao không phải còn có bảy tám chục vạn đại quân sao triều phượng hoàng mở miệng nói kia bảy tám chục vạn đại quân là từ tiên cổ tiểu bí cảnh nội chạy ra tới ngươi có thể điều động được đó là hoàng tử bản thân liền có đặc quyền triều phượng hoàng giải thích nói cũng chính là ngươi vẫn là tính toán muốn cho này bảy tám chục vạn thần linh đi thế ngươi xung phong, trung quy có thể có chút thương vong cùng tử thương, hai bên ai đã chết. Ta đều không sao cả. Triều Phượng Hoàng giải thích nói, nữ nhân này cũng thật tàn nhẫn. Thái tử gia không tự chủ được thở dài một tiếng, thế tục kế tiếp chính là dùng núi sông địa lý. Cầu, ăn cái lẩu, xem diễn, lạc ra, trừ bỏ tạc cá, liền không có ý tưởng khác kỳ. Thật bọn họ tồn tại cũng không gì tác dụng, đã chết cũng liền đã chết thái tử ra nhưng thật ra xem đến thông thấu, dù sao bọn họ chỉ là muốn tránh đi đại chiến. Sau đó chính mình trốn đi. Hơn nữa này hai cái thế lực, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Chương 3036 hậu quả rất nghiêm trọng. Tứ phương hải có 81 vị thiên đạo đại tiên, mà vô ngã sơn cũng có 108 vị thiên đạo đại tiên, đến. Nỗi tranh độ 4 tầng cái gọi là thiên mệnh, cùng tranh độ 5 cũng có mấy ngàn mà như là đại ngày kia càng là bị bọn họ bồi dưỡng mấy ngàn nhiều đây là một cái thập phần khoa trương sự tình ngắn ngủn năm nghìn năm thời gian vô ngã sơn cùng tứ phương hải giống cơ hồ hoàn thành tiên giới mấy ngàn vạn năm qua đều không hoàn thành sự tình bởi vì tiên hoàng thời kỳ trước không nói chỉ cần là thiên hoàng thời kỳ tới rồi thiên hoàng thống trị liền căn bản không có nhiều như vậy cao thủ đại ngày cũng căn bản không có đạt tới như vậy nông nỗi, trừ bỏ bị thiên hoàng giết chết thiên. Mệnh cùng đại ngày chờ, đại ngày cơ hồ hàng tới rồi mười mấy, mà thiên vương thời kỳ thảm hại. Hơn, cơ hồ trực tiếp phay đứt gãy, thiên vương trong tay không có đại ngày cao thủ. Không có đại ngày có thể dùng, thiên tôn không có, thiên mệnh không có, đại ngày cũng không. Có, trực tiếp ngạnh sinh sinh phay đứt gãy, cơ hồ dẫn tới thiên vương không người nhưng dùng, đây là tiên giới điêu tàn mà vô ngã sơn cùng tứ phương hải lại có thể ở ngắn ngủn năm nghìn năm thời giàn bồi dưỡng ra nhiều như vậy cao thủ này liền đã thuyết minh này hai cái thế lực đáng sợ lại còn có thuyết minh này hai cái thế lực tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy đây cũng là lạc trần vì sao phải tạc cá duyên cớ bởi vì trước mắt tới nói này hai cái thế lực không giống như là kỷ đệ tam nguyên như vậy bằng vào nội tình tới tích lũy nhiều như vậy cao thủ mà là tại ngoại giới chính mình bồi. Dưỡng, nếu đơn từ phương diện này tới nói, vô ngã sơn cùng tứ phương hải so kỷ đệ tam nguyên càng thêm khủng bố mà kỷ đệ tam nguyên bên. Kiệt, triều Phượng Hoàng đã hạ lệnh trốn trở về 70 vạn đại quân khai bát, đây là đến từ triều Phượng Hoàng mệnh lệnh, này 70 vạn đại quân có thể từ đệ tứ tiểu bí cảnh chạy ra tới. Đã nói lên này 70 vạn đại quân bản lĩnh cũng là thập phần lợi hại nếu không có thể thoát được. Ra tới, trong đó còn bao gồm một cái cao cấp thống lĩnh. Cùng 99 cái thống lĩnh, cũng chính là bọn họ mang thiên danh hiệu đại thần cũng ước chừng có một. Cham, mà xuống phương càng là thiên mệnh cùng đại ngày cũng là vô số. Ít nhất cũng có mấy vạn, nói cách khác đơn từ binh lực đi lên nói, này 70 vạn đại quân đủ để có nghiền áp vô ngã sơn cùng tứ phương hải thực lực, kỳ đệ tam nguyên 70 vạn đại quân vừa. Động, trong thiên địa thần uy không ngừng, kỳ thật mấy ngày nay tiên giới thật sự đã trải qua. Cực đại dung chuyển, đặc biệt là kia 300 tỷ đại quân ngã xuống. Tiên giới không biết nhiều ít thần miếu cùng thần tượng đều sụp đổ, thần miếu phía trước là một. Tòa tiếp theo một tòa, thần tượng càng là một tôn tiếp theo một tôn đại như là núi cao giống nhau tiểu nhân như là pho tượng giống nhau một tôn tôn không ngừng tự phát sập đứt gãy đây là bởi vì bọn họ đã chết đi cho nên nghe đồn càng ngày càng nhiều càng ngày càng lợi hại bởi vì như thế quy mô hủy diệt hoàn toàn thuyết minh một việc đó chính là thần linh đại quân hủy diệt tin tức này không chỉ là tiên giới bên này đã biết vô ngã sơn cùng tứ phương hải là biết đến giờ phút này ở một cái thật lớn đại dương mênh mông bên nơi đó chín viên thái dương lập lòe chín viên thái dương chiếu sáng hắc ám chỉ vì một người chiếu sáng lên đại dương mênh mông bởi vì hắn một thân áo tơi ở một diệp thuyền con thượng thả câu hắn thả câu là từng đạo khí vận không phải đại giới khí vận cũng không phải trong thiên địa khí vận mà là toàn bộ tiên giới khí vận những cái đó khí vận tất cả đều bị vô ngã sơn cùng tứ phương hải độc chiếm có cái này khí vận thêm vào vô ngã sơn cùng tứ phương hải chỉ biết càng ngày càng cường đại chỉ biết càng ngày càng củng cố mà tiên giới những người khác chỉ biết càng ngày càng bạc nhược đây là bởi vì khí vận liền nhiều như vậy cũng chính là thiên mệnh sở mang đến mang thêm một ít phúc lợi những năm gần đây vô ngã sơn vẫn luôn ở lặng lẽ cắn nuốt khí vận dẫn tới này hai cái thế lực liền càng ngày càng cường đại cùng cường thịnh giờ phút này cái kia thả câu người như cũ ở thả câu, phía dưới biển rộng quay cuồng. Như là tới một con cá lớn, cá nhảy dựng lên. Thượng câu, lão giả đột nhiên vừa nhấc cần câu, nhưng là cũng ở ngay lúc này. Kia cá thế nhưng không phản kháng, nương này một cổ thật lớn lôi kéo chi lực. Trực tiếp nhằm phía này lão giả, thật to gan. Kia lão giả chợt quát một tiếng, giơ tay chính là chín đạo lộng lẫy kim quang đánh qua đi mà kia cá giờ phút này đột nhiên rít gào một tiếng không sai là rít gào bởi vì kia cá ở trên hư không bên trong thân thể cao lớn tại đây một khắc cư nhiên thay đổi lần giáp lập loè kim quang sán sán mở ra bồn máu mồm to cá nhảy long môn hóa rồng dựng lên hóa rồng lão giả đột nhiên một dây cương trung dây giỏi nhưng là kia cự đại hóa long rồng ngâm chấn động Thiên địa như là muốn tránh thoát trói buộc giống nhau, tại đây đồng thời, từng đạo khí vận cũng chính là giống như từng điều cá giống nhau khí vận. Từ biển rộng bên trong quay cuồng dựng lên, đó là bầy cá. Kia cũng là tiên giới khí vận, những cái đó khí vận cũng cùng tiên giới con dân tín ngưỡng có. Quan hệ, giờ khắc này, chúng nó cư nhiên tất cả đều bay vọt ra tới. Đi theo cái kia hóa rồng, một màn này, làm lão giả sắc mặt biến đổi, không tốt, có biến cố, những cái đó cá bay vọt dựng lên, bay về phía phương đông, bởi vì nơi đó có tiên giới con dân ý chí mà cường thịnh đối đãi vương, cái kia vương, chính là khí vận. Nơi, cũng ở ngay lúc này, trong thiên địa hiện ra tới từng đạo lộng lẫy hư ảnh, những cái đó hư hình. Ảnh là đã chịu nào đó lôi kéo giống nhau, đó là vô số anh linh giống nhau sinh linh, tiên giới. Không có âm phủ, không có luân hồi, rất nhiều người chết đi không phải cái loại này hồn phi phách tán chết đi cái loại này bọn họ anh linh vẫn luôn che giấu cùng phiêu phù ở trong thiên địa giờ phút này bọn họ xuất hiện kia như là một đội đội quân đội giống nhau trong thiên địa có thật lớn tộc đàn giống nhau như là ngàn vạn năm qua chết đi anh linh đều ở hiện lên giống nhau bọn họ hướng tới phương đông mà đi có đại sự muốn tới lạc trần giờ phút này cũng đã nhận ra sự tình tựa hồ phải có biến cố kế hoạch làm sao bây giờ tiếp tục lạc trần cấp triều phượng hoàng bên kia hồi phục vậy người cẩn thận nhớ rõ ta nói rồi có vương sẽ trong tương lai mà đến ngày hôm qua bọn họ còn ở thảo luận cái này tương lai vô pháp xác định có lẽ là thật lâu về sau có lẽ chính là ngày mai mà cái kia ngày mai chính là hôm nay đây là nhân quả vô ngã sơn cùng tứ phương hải cùng vương có quan hệ thái tử ra sắc mặt khó coi đi lên, này còn không có động vô ngã sơn cùng tứ phương hải đâu. Này liền có trong thiên địa dị tượng đã xảy ra, nói cách khác. Một khi động vô ngã sơn cùng tứ phương hải, sẽ tao đến đại họa, cho nên triều phượng hoàng mới có thể nhắc nhở lạc trần. Muốn hay không động thủ, nhưng là lạc trần bên này hiển nhiên là không nghĩ, từ bỏ. Vẫn là muốn động thủ, này có khả năng không phải câu cá, đây là tạc ra tới long, trong thiên địa dị tượng mọc lan tràn, bác đại trụ bên kia. Chiều phượng hoàng cưỡi ở một đầu thật lớn phượng hoàng thượng. Đôi mắt bên trong mang theo một cổ thật lớn sát ý, nàng lá gan cực đại, cũng biết. Rất có thể một trận chiến này, sẽ dẫn phát thật lớn khủng bố hậu quả, nhưng là, nàng vẫn là muốn. Tiến công, cho nên, nàng cưỡi ở phượng hoàng thượng, tay cầm trường thương. Võ thần cùng với ở nàng bên cạnh, sau đó nàng đột nhiên vung tay lên, toàn quân. Xuất kích. Chương 3037 đại chiến mở ra. Đại quân xuất kích hướng tới Vô Ngã Sơn cùng Tứ Phương Hải phương hướng mà đi, lúc này Vô Ngã Sơn cùng Tứ Phương Hải cũng đã phản ứng lại đây, trước tiên. Có người liên hệ tới rồi Trần Thổ, đi, nói cho Lạc Vô Cực tốt nhất không cần làm như vậy, trừ phi hắn chán sống. Có người trực tiếp uy hiếp nói, kỳ đệ Tam Nguyên tiến công các ngươi. Cùng Lạc Vô Cực có quan hệ gì? Trần Thổ còn không biết, chiều Phượng Hoàng thủ hạ đệ nhất đại tướng hôm qua tiến vào tiên cổ tiểu bí cảnh nội săn giết lạc vô. Cực thất bại, nhưng là lại không có chết theo. Sau chiều Phượng Hoàng lẻ loi một mình bước vào tiên cổ đệ tứ tiểu bí cảnh cũng tồn tại ra. Tới, lạc vô cực đã cùng kỷ đệ tam nguyên triều Phượng Hoàng liên thủ. Hôm nay liền tấn công ta vô ngã sơn cùng tứ phương hải. Người cảm thấy khắp thiên hạ người đều là ngốc tử sao? đó là vô ngã sơn một cái kiếm khách, cái kia kiếm tiên phía trước cùng trần thổ tiếp xúc quá, vô. Ngã sơn cùng tứ phương hải đích sắc sợ này 70 vạn đại quân, nhưng là, bọn họ cũng có át chủ bài. Nếu đối phương muốn tan biến bọn họ, như vậy chuyện này liền sẽ dẫn tới đại họa, nhưng là... Át chủ bài là cái gì, chỉ có vô ngã sơn tối cao tầng biết. Chính là kiếm tiên cũng không biết, bởi vì bọn họ cấp bậc không đủ, nhưng là mặc kệ thế nào vô ngã sơn cao tầng cùng tứ phương hải cao tầng đã phái người tới khuyên nói, là vô cực cùng triều phượng hoàng liên thủ, hậu quả rốt cuộc là cái gì? Trần thổ sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ vô ngã sơn có hay không mạnh mẽ bế quan thiên tôn, là thiên tôn, khả năng so này còn nghiêm trọng, chuẩn vương, lại hoặc là Trần thổ hoảng sợ, ta cũng không biết, nhưng là sự tình tuyệt không có thể phát sinh. Nếu không sự tình sắp sửa lớn đi, hậu quả không phải người ta có thể gánh vác kiếm tiên lại lần nữa ngưng trọng mở miệng nói lúc này trần thổ đích xác bị dọa tới rồi hắn trước tiên chạy tới thiên vương điện bên kia đi ta muốn gặp lạc tiên sinh trần thổ đi tới thiên vương điện cửa nhưng là bị công nhân đốt lò cùng những người khác ngăn cản tử uyển cầm một phen kiếm canh giữ ở thiên vương điện cổng lớn lạc tiểu tử hôm nay không nghĩ thấy bất luận kẻ nào công nhân đốt lò mở miệng nói hắn có phải hay không cùng triều phượng hoàng liên thủ trần thổ hỏi là tử uyển trả lời thực dứt khoát vì cái gì trần thổ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai đường đường lạc vô cực cứ nhiên cùng kỷ đệ tam nguyên người giảng hòa hắn làm việc không cần giải thích tử uyển khí phách mở miệng nói vậy các ngươi có phải hay không sai sử triều phượng hoàng muốn đi tấn công vô ngã sơn cùng tứ phương hải không sai tử uyển mở miệng nói vì cái gì trần thổ hỏi một câu nhưng là không có người để ý tới hắn không thể đánh bọn họ bên kia có át chủ bài tuyệt đối không phải hù người trần thổ mở miệng nói nếu là thế lực khác hắn còn chưa tin nhưng là vô ngã sơn cùng tứ phương hải tâm cao khí ngạo liền chín đại thánh địa cùng kỷ đệ tam nguyên đều không bỏ ở trong mắt này liền thuyết minh bọn họ thật là có át chủ bài này át chủ bài rất có thể thực đáng sợ cũng chính là một khi khai chiến, hậu quả không dám tưởng tượng, chúng. Ta thủ tại chỗ này, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch chúng ta ý tứ, nhưng. Là các ngươi thật sự có thể dự đánh giá trận này đại chiến hậu quả sao? Trần Thổ hỏi, tiểu. Thổ tử, trở về đi, Trần Thổ bị ngăn kẻ nhơn nữa lúc này. Triều Phượng Hoàng xuất lĩnh đại quân đã tới rồi vô ngã sơn cùng tứ phương hải bên này, nháy. Mắt vô ngã sơn 81 ngày nói đại tiên ngang trời dựng lên vô số đại ngày phi thiên dựng lên, này không phải ở tiên cổ tiểu bí cảnh nội, cho nên. Nháo ra động tĩnh cực đại, mà tứ phương hải lúc này cũng xuất hiện kia 108 thiên đạo đại. Tiên, bọn họ một đám chói lọi rực rỡ, uy áp động thiên, sao trời đang run rẩy Ngân hà ở sôi trào, này đem bộc phát ra tới quy mô lớn nhất chiến tranh rồi, vô ngã sơn cùng tứ. Phương Hải người giờ phút này trong tay tiên binh mỗi người bùng nổ tiên huy, một phen kiếm. Tiên huy nhộn nhạo tám vạn, một tôn phương đỉnh, nhưng trấn áp thiên địa. Nhưng làm Nhật Nguyệt vô quang, bốc lên dựng lên một chương tiên cung. Nhộn nhạo cái thế sát khí bao trùm toàn bộ đại giới, một khi như vậy một trận chiến đấu võ, nhất định phải sinh linh đồ thán. Hai bên khí thế kiêu ngạo, đều có cực đại quyết tâm, người ta hai bên không oán, không thù, hà. Tất một trận chiến, vô ngã sơn bên kia có lão giả phát ra già nua bá đạo thanh âm, không? quen nhìn các ngươi mà thôi. Triều Phượng Hoàng mở miệng nói, hà, tất giấu giếm, ngươi cùng kia lạc vô cực liên thủ, nếu ngươi muốn đụng đến bọn ta. Đã sớm động thủ, hiện giờ, ngươi lúc này động thủ, hoàn toàn chính là lạc vô cực ý tứ. Kia lão giả tiên âm chấn động thế giới, nhộn nhạo trong thiên địa, toàn bộ tiên giới. Giờ khắc này, nghe được, nghe được cái tên kia, xác nhận, hắn vừa mới nói cái gì, hắn nói lạc vô cực không sai ta không có nghe lầm hắn nói lạc vô cực lạc tôn chúng ta lạc tôn còn sống lạc tôn còn sống lạc tôn đã trở lại rất nhiều người kinh ngạc sau đó hốc mắt nháy mắt liền đỏ ha 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 nghe đồn là thật sự thật là lạc tôn lạc tôn thật sự còn sống rất nhiều người giờ khác này nháy mắt như là tiêm máu gà giống nhau bởi vì giờ khác này toàn bộ tiên giới nghe được Nghe được cái tên kia, khi cách năm nghìn năm, bọn họ vương đã trở lại, lạc. Tôn cùng kỷ đệ tam nguyên liên thủ, không có khả năng, lạc. Tôn làm như vậy, khẳng định là có khác nguyên nhân, lạc. Tôn sai sử kỷ đệ tam nguyên hoàng tử chuẩn bị tấn công vô ngã sơn, quản. Hắn cái gì sơn, lạc tôn nói muốn đánh, vậy đánh, đánh, đánh. Tới trời sụp đất nứt, chiến đến núi sông hỏng mất ta. Thà chết, cũng nguyện ý đi theo lạc tôn bước chân. Đây là nghẹn khuất 5.000 năm câu oán hận, đây là ẩn nhẫn 5.000 năm chiến ý, giờ khác này. Hưu quạnh thiên gió nổi lên, sát ý thức tỉnh, tiên giới rất nhiều người sát ý ở thức tỉnh. Như là một đầu mãnh thú giống nhau, chiến ý tại đây một khác. Theo lạc vô cực ba chữ, này chiến ý sôi trào, rốt cuộc không cần lại quỳ sao. Giờ phút này một người tuổi trẻ nam tử, hắn quỳ gối thần tượng trước như là quỳ năm nghìn năm, hồng chân tướng muốn bọn họ ẩn nhẫn, chờ hắn trở về, này nhất đẳng chính là. Năm nghìn năm, chính hắn đều thành pho tượng, trên người cho bụi bao trùm hắn. Đem hắn bao vây thành như là một trương thạch ra nội, răng rắc một tiếng. Hắn đột nhiên đứng lên, trên người tiên huy tư nghị, kiếm tới, hưu, một. Đạo tòa đáy hồ nội, một thanh cổ xưa trường kiếm nghiêng cắm ở đáy hồ bên trong, giờ khắc này. Theo này một tiếng kiếm tới, kiếm tại đây một khắc, đột nhiên run lên, sau đó từ đáy hồ bay ra. Tiên huy nhộn nhạo, kiếm, phi thiên dựng lên, thần miếu tạc nứt, một cái oai hùng tuổi trẻ nam tử. Đứng dậy, hắn là cư long, không cần nhiều lời, toàn quân xuất kích. Triều phượng hoàng phất tay gian. Kỷ đệ tam nguyên đại quân tiến công, lộng lẫy thần mang đầy trời, ngân hà đảo cuốn. Từng viên sao trời rơi xuống, không ngừng tạp hướng về phía ở hư vô bên trong vô ngã sơn cùng tứ phương hải, đại chiến, mở ra. Chương 3038 lạn thế đại chiến. Thần mang lộng lẫy, đến từ cửu thiên thập địa uy áp chen đầy trời cao, vô ngã sơn cùng tứ phương. Hải cũng không yếu thế, ầm vang, kiếm khí tung hoành, cắt qua ngân hà. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đủ đục lỗ ngân hà. Xuyên thấu vũ trụ, đây là vô ngã sơn 800 kiếm tu, mỗi người tu vi cao thâm, tạo thành đại trận. Hơn nữa trong đó đại đa số là đại ngày, các màu sắc thái trương dương sặc sỡ. Đại ngày hơi thở lăn lộn, giờ khắc này, đại trận hơn nữa rất nhiều thất sắc đại ngày. Còn có này cái thế vô địch công pháp, chính là mang thiên đại thần đều phải né xa ba thước chính. Là, lúc này đây là Triều Phượng Hoàng đáp ứng. Muốn ra tay, nàng giơ tay đem trong tay trường thương ném mạnh đi ra ngoài, hưu, như là thiên địa. Đến cực điểm ánh sáng, như là hỗn độn rơi xuống lại như là thương long lao nhanh, khí thế vô địch uy áp mênh mông cuồn cuộn. Vô cùng thế gian, một thương phá khai rồi 800 đại ngày kiếm tiên, giờ khắc này tiên giới chấn. Động, đây là Vô Ngã Sơn một chương át chủ bài chi nhất, cư nhiên bị cắt ra, đồng thời. Thần linh đại quân tiến công, các loại thần thông rơi xuống. Vô Ngã Sơn cùng tứ phương hải giờ khắc này, cũng làm thế nhân kinh ngạc cảm thán, bởi vì bọn họ hộ sơn đại trận là hoàng thiên đại Trận giống như một vị chuẩn vương đích thân tới giống nhau. Bảo hộ cái này địa phương, giờ khắc này trong thiên địa có thật lớn bàn tay ngang trời xuất thế. Xuyên qua ngân hà, giống như hệ ngân hà như vậy lớn nhỏ tinh hệ ở kia bàn tay bên trong cũng. Chỉ là một cái bụi bặm, giờ khắc này bàn tay hóa thành thiên địa. Thế muốn bảo hộ Vô Ngã Sơn cùng tứ phương hải, võ thần thủ trung vũ lực lên trời. Hắn đạp thiên mà thượng, cuốn động hết thảy đạo tắc, đạo tắc rơi xuống cùng trong tay trực tiếp đánh sâu vào đánh vào cùng nhau, tinh hệ ở mai một. Ở ảm đạm, vũ trụ ở quay cuồng, sôi trào, cái loại này cảnh tượng quá mức khó có thể miêu tả. Quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Ai cũng không nghĩ tới, triều phượng hoàng nói đánh là đánh. Hơn nữa là khởi sướng nhất hung mãnh công kích muốn đại chính là đi. Giờ phút này một vị mang thiên đại thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn như là kinh thiên cự thần giống nhau, bọn họ thần thân hình bản thân liền rất thật lớn. Chỉ là vì dung nhập bình thường thế giới mới có thể biến nhỏ bé, giờ khác này, hắn bỗng dưng biến. Đại, làm người kinh hãi hắn khổng lồ. Bởi vì hắn một con mắt chính là một mảnh tinh hệ, có thể thấy được cái này thần linh rốt cuộc có. Bao nhiêu lớn, hơn nữa không chỉ là hắn. Một tôn tôn thật lớn thân ảnh xuất hiện ở vũ trụ bên trong, đó là một đám thần linh. Ước chừng 12 tôn. 12 thiên thần, 12 thật lớn thân hình. Hoành áp hư không, đồng thời 12 thật lớn thần linh hướng tới bàn tay công kích mà đi kích. Thứ nhất, ầm vang, kia thật lớn bàn tay bị chấn sinh đau. Cơ hồ muốn vỡ vụn, 12 thiên thần há mồm gian, chính là thao thao lửa cháy biển lửa. Phụt lên mà xuống, biển lửa vô tận. Cơ hồ muốn bao phủ khắp vũ trụ giống nhau, quá mức khủng bố, tứ phương hải ở bị bốc hơi kia cuồn cuộn so với tinh cầu, thậm chí so với tinh hệ còn muốn thật lớn đại dương mênh mông. Giờ phút này cư nhiên muốn bốc hơi, xương trắng bốc hơi. Mênh mang dựng lên, vô ngã trên núi mấy vạn tiên nhân giờ khắc này đồng thời phun ra một ngụm. Máu tươi, hưu, có cái thế kinh người cung thần bắn nhanh mà đi. Xuyên thấu vô ngã sơn chấn sơn tấm bia đá, so với một viên tinh cầu còn muốn thật lớn tấm bia đá giờ khác này trực tiếp vỡ vụn, động tĩnh quá lớn mặc dù không có núi sông địa lý cầu tiên giới rất nhiều người cũng cảm ứng được kia cổ kinh khủng hơi thở đánh xuyên qua vô ngã sơn triều phượng hoàng thu hồi kia ném mạnh đi ra ngoài trường thương trường thương cắt qua hết thảy tàn biến hết thảy tiên đạo pháp tác nàng một thương phá tám trăm tuyệt thế kiếm tiên uy thế bễ nghĩa thiên hạ tiểu bối an dám như thế làm can Giờ khác này, vô ngã sơn bay ra một vị lão giả, bạch y lão giả bạch y đầu bạc. Mặt như quan ngọc, không chút cầu thả, giờ phút này hắn tay áo rộng vung cái thế tiên pháp ngang. Trời mà đến, hai tay áo bay từ tung gian. Cư nhiên ngạnh sinh sinh lấy bản thân chi lực bước lui 70 vạn thần linh đại quân, nhưng là cũng. Chỉ là làm thần linh đại quân lui lại mấy bước mà thôi, bất quá có thể thấy được. Hắn chiến lực có thể nói vô địch người như vậy, nếu thật sự muốn danh vọng. Tuyệt không phải như vậy vô danh hạng người, chỉ là hắn cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tươi, như thế phạm vi lớn mạnh mẽ công kích, hơn nữa 70 vạn đại quân bên trong còn có không ít đồng dạng mang thiên danh hiệu thiên đạo đại. Thần, này chiến tích đích xác dẫn người chú mục, nhưng là ngay sau đó, hắn tao ngộ tập sát, võ thần phá tan chói buộc, đơn thương độc mã. Trực tiếp lướt qua phòng tuyến, đông như là có thật lớn thần linh ở đấm đánh màn trời giống nhau màn trời bắn khởi sóng gợn vô ngã sơn cái kia lão giả đứng thẳng địa phương hư không nháy mắt xé rách đồng thời toàn bộ vô ngã sơn thoạt nhìn đều vặn vẹo đây là bởi vì võ thần một quyền dẫn tới hư không uốn lượn kết quả quá mức đáng sợ một quyền thật lớn khiến cho tìm lớn như vậy không gian uốn lượn máu tươi vẩy ra cái kia lão giả như là diều đứt dây giống nhau trực tiếp bị một quyền tạp tới rồi vũ trụ bên cạnh đi, tiên mang nổi lên bốn phía. Cái thế tiên lực chút xuống mà xuống, cho dù là võ thần, tại đây một khác. Cũng tao ngộ rất nhiều cao thủ vây kín công kích sau. Không thể không miệng phun máu tịch, sát. Giờ phút này mặt khác một vị vô ngã sơn lão giả trong tay phất trần như là muốn đánh ra một cái. Lộng lẫy thế giới giống nhau, trực tiếp vào đầu nện xuống, chỉ là màu tím lôi điện cắt qua hư không ôm đồm hết thảy toàn bộ vô ngã sơn rất nhiều người phát ra kêu thảm thiết triều phượng. Hoàng dưới tòa một cái khác thiên đạo đại thần khủng bố một kích đem võ thần cứu ra tới. Vô ngã sơn, tứ phương hải, giờ khắc này, không hề che lấp. Hoàn toàn bại lộ này khủng bố thế lực cùng thực lực, đây là một khối khó gặm xương cốt các. Người này đàn phế vật, phía trước làm đào binh. Hiện tại kẻ hèn hai cái thế lực không thể lau đi, lấy cái gì đi chinh phục toàn bộ tiên giới. Triều Phượng Hoàng quát lớn nói, này quát lớn làm 70 vạn đại quân đột nhiên quân tâm chấn. Động, 70 đại quân trực tiếp đẩy mạnh, giết chóc bắt đầu rồi, tiên khí bay tứ tung. Nhưng là cũng có thần huyết vẩy ra, vô ngã sơn cũng khởi động cái thế trận pháp. Bao trùm vũ trụ, tập hợp vũ trụ quang mang, ầm vang, so với hắc động tạc nứt động tĩnh còn muốn. Đạt một đạo tiên huy đảo qua, xa xôi tinh cầu một viên tiếp theo một viên tạc nứt sau đó đã chịu dẫn lực lôi kéo, lại đem vỡ vụn thân thể trọng tổ, có thần linh cái thế một kích. Trực tiếp lay động ven đường tinh cầu, không biết nhiều ít tinh cầu vỡ vụn. Trực tiếp thành một đóa lộng lẫy đóa hoa, đó là một mảnh tinh vân, thần mang chiếu rọi. Thoạt nhìn thập phần yêu dị, tắm máu chiến đấu hăng hái, thần linh thi triển cái thế thần thông. Trực tiếp khởi sướng nhất hung mãnh tiến công, đại chiến sôi trào vũ trụ. Vũ trụ biên hoang cùng quấy, nơi nơi đều là đại chiến dấu vết, cư nhiên phong tỏa thiên địa. Giờ phút này, Tứ Phương Hải một cái thô trắng hán tử mở miệng nói, "Vậy, vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Cái kia hán tử lực công kích vô cùng, có thể dễ dàng lấy tiên lực xé nát thần linh, không ít thần linh trực tiếp bị hắn sống sờ sờ xé." Rách, nhưng là Tứ Phương Hải cũng có tiên nhân ngã xuống. Trực tiếp mền thế thần thương xỏ xuyên qua tiên nhân thần hồn tạc nứt tiên giới cũng ở sôi trào. Bởi vì cất dấu núi sông địa lý cầu rốt cuộc bắt đầu rồi tiếp sóng, đây là lạc trần bày mưu đạt. Kế, vì chính là muốn cho tiên giới nhìn xem. Không có thế lực có thể chỉ lo thân mình. chương 3039 Thỉnh Vương, núi sông địa lý cầu xuất hiện hình chiếu kia trong nháy mắt gian, liền thấy được. Giờ phút này vô ngã sơn đang ở gặp cuồng oanh loạn tạc dầm, từng đạo cao vút rồng ngâm chấn động. Trong thiên địa, từng đạo khí vận bay tứ tung trong thiên địa. Đang ở vì vô ngã sơn ngăn cản hết thảy, thần thông rơi xuống đều bị chặn lấy ta cung tới. Một. Đám phế vật, Triều Phượng Hoàng bá liệt mở miệng nói, không thể không nói. Nàng thật sự là quá bá đạo cùng bá liệt, hơn nữa giờ phút này hoàn toàn không giống như là một. Cái nữ thần càng nhiều như là một cái chinh chiến trong thiên địa cái thế nữ vương, một thanh thật lớn cung thần bị nâng lại đây, sau đó triều phượng hoàng thon dài chân dài trực tiếp để ở. Trên thân cung, đồng thời đôi tay bắt được dây cung. Đem trong tay trường thương coi như mũi tên. Lấy chân khai cung, giống như vương hơi thở phóng lên cao. So với vụ nổ tia gamma còn muốn khủng bố cột sáng trực tiếp đâm thủng vũ trụ, sau đó. Hưu, này một mũi tên bắn nhanh mà đi, ven đường mặc kệ là tiên nhân vẫn là thần linh chỉ cần bị bắn chúng đều trực tiếp tạc vỡ ra tới triều phượng hoàng thần lực cái thế bễ nghễ thế gian nàng như là một tôn tương lai nữ cổ hoàng giống nhau khí thế vô địch uy nghiêm thiên hạ nhìn này thế không thể đỡ một mũi tên vô ngã sơn mọi người đôi mắt đều đỏ trời dáng đại loạn vô ngã bình loạn có người ở giống giận hắc ám buông xuống chiếu dọi tứ phương tứ phương hải cũng có người hô lớn nhưng là mặc cho kia giống giận như thế nào đều ngăn không được, giờ khắc này, kia trương cung. Như là một phen tàn khuyết chân chính thần khí giống nhau. Trực tiếp làm thiên đạo hỏng mất làm tiên nhân giải thể. Cho dù là thần linh cũng ngăn không được khí vận đại long trực tiếp hỏng mất. Nháy mắt hỏng mất một đám lại một cái, sau đó trường thương xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trực. Tiếp sỏ xuyên qua vô ngã sơn, vô ngã sơn trực tiếp bị một phân thành hai, cuồn cuộn so với đại. Giác Tinh còn muốn thật lớn vô ngã sơn giờ khắc này một phân thành hai, một màn này quá mức. Khủng bố cũng quá chấn động thế nhân, sát. Triều Phượng Hoàng quát lạnh một tiếng, đại quân tiếp tục tiến công, vô ngã sơn tiên nhân đôi mắt đều đỏ. Tứ Phương Hải tới cứu viện, trực tiếp ra nhập đại chiến, giờ phút này có tiên nhân muốn xé rách. Hư không, đặc biệt là Thiên Đạo đại tiên, nhưng là Tiếc núi chính là toàn bộ cổ xưa vũ trụ đều bị phong tỏa, đó là một loại không gian trận pháp, hết thảy đều bị thu ở chương thật lớn bản vẽ thượng như là một bộ bức họa cuộn tròn giống. Nhau, tai tinh, ta tất lấy ngươi mạng chó. Có lão giả phá tan tầng tầng trói buộc. Đi tới triều phượng hoàng bên người, nhưng là ngay sau đó. Vô số thiên đạo đại thần đồng thời ra tay, sau đó một con giày cao gót dẫm lên hắn trên mặt bén. Nhọn gót giày trực tiếp xuyên thấu hắn mặt. Máu tươi nhỏ giọt, dơ bẩn. Triều phượng hoàng trong mắt mang theo khinh thường, tiên giới thế lực khác đều từ tuyệt sao. Có người phát ra phẫn nộ giống giận nhưng là không người đi hỗ trợ bởi vì Trần Thổ đem sự tình. Sớm đã nói đi ra ngoài tiên giới người thực lãnh khóc cùng lạnh nhạt nhìn những người. Này, không phải chúng ta tiên giới thế lực cũng không phải chúng ta tiên giới người khác. Người đây là gieo gió gặt bão, mấy ngàn năm trước, Phượng Hoàng bị giết thời điểm. Các ngươi rõ ràng có như thế lực lượng cường đại, lại không muốn ra tay, lúc ấy các ngươi có từng nghĩ tới các ngươi có được lực lượng như vậy lại chưa từng đứng ra trợ giúp quá chúng ta tiên giới vang lên phẫn nộ thanh âm lúc này nhớ tới cầu viện triều phượng hoàng cũng ở cười lạnh ta nhớ rõ phía trước đại quân vây sát lạc vô cực thời điểm cái kia bá thể tiểu tử cũng tìm các ngươi cầu viện quá cho dù là thân là địch nhân ta cũng khinh thường các ngươi Triều Phượng Hoàng hung hăng một chân dùng sức chấn động, cái kia tiên nhân trực tiếp bị đánh. Nát bấy, nửa canh giờ, diệt không được vô ngã sơn, sở hữu thần linh, để đầu tới gặp ta. Triều Phượng Hoàng phát ra quân lệnh, quân lệnh vừa ra. Thần linh đại quân quả thực là dũng mãnh không sợ chết khởi sướng tiến công, thậm chí có thể nói. Đả thương địch thủ tám trăm tự tổn hại một ngàn đấu pháp đều ra tới thiên. Không cứu ta, ta nhưng diệt thiên tứ phương hải có tiên nhân hô lên tuyệt vọng lời nói mà tứ phương hải bên kia một mảnh vườn rau trong ngoài giới đại chiến đã khí thế ngất trời thậm chí tứ phương hải cũng muốn bị công phá nhưng là giờ phút này di độc có cái lão già còn ở trong sân tưới nước thiên tôn còn không ra tay sao có người bẩm báo nói vô ngã sơn đều bị chém thành hai nửa cũng không thấy đến lão gia hỏa kia ra tay gấp cái gì hắn một tay bắt lấy gáo múc nước, múc một gáo thủy, sau đó bát đi ra ngoài. Hắt ở một mảnh màu đỏ đồ ăn thượng, chúng ta ra tay, liền bại lộ, nhưng là nếu dám như vậy đối đãi với chúng ta vậy. Muốn nhìn bọn họ cái nào có thể thừa nhận trụ chúng ta lửa giận. Lão giả lời nói thực bình tĩnh, nhưng là cũng mang theo một cổ sát phạt chi ý, sau đó, một tiếng. Thật lớn giống giận ở Vô Ngã Sơn bên kia vang lên tịch thật khinh ta vô ngã sơn không người không thành, thật muốn đánh sao, lạc. Vô cực thứ năm kỷ nguyên con kiến nhóm, các ngươi xác định muốn đánh sao. Giờ khắc này, hiển nhiên vô ngã sơn ông trời tôn ngồi không yên, hỏi. Thiên hạ thương sinh, cần phải chiến không? Lời này làm tiên giới mỗi người đều nghe được, đánh, giờ. Phút này một thôn trang nội một cái hài tử, mang theo sợ hãi, mang theo sợ hãi trong tay hắn gắt gao nắm một cây gậy gỗ cha ta đã chết ta nương cũng đã chết ta sợ chết nhưng là ta cha mẹ nói có một ngày lạc vô cực đã trở lại vậy cầm lấy vũ khí đánh chiến tiên giới lại có người giận dữ hét chiến cùng lắm thì vừa chết như vậy khuất nhục tồn tại có gì ý nghĩa đúng vậy chiến mặc kệ là các ngươi vô ngã sơn vẫn là kỷ đệ tam nguyên chúng ta thứ năm kỷ nguyên người không sợ một trận chiến năm nghìn năm trước hồng chân tướng đầu hàng dập đầu kia một man lão phu ta hiện tại đều nhớ rõ chưa từng quên không dám quên ngày ngày đêm đêm này phân khuất nhục nhắc nhở ta nhắc nhở chúng ta chúng ta mất đi lương nhưng chết không hàng đúng vậy chiến 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 thanh âm này đến từ tiên giới đến từ một đám đại giới bên trong một cái cá nhân bọn họ thanh âm rất nhỏ kỳ thật căn bản nghe không được nhưng là bọn họ ý chí giờ khác này kết hợp ở bên nhau. Cho nên, 10 vạn đại giới kia đều là chiến, 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 đây là 10 vạn đại trong giới mặt sinh. Linh bộc phát ra tới ý chí, nghẹn khuất 5.000 năm, 5.000 năm chỉ ám thời đại. 5.000 năm khuất nhục, giờ khác này. Liền tiên giới mãnh thú cùng thần thú đều phát ra rít gào, cho dù là một con tiên thỏ cũng đã chịu ảnh hưởng phát ra không thuộc về nó rít gào phương đông thánh vực bên kia đại thánh linh pho tượng ở phát ra lộng lẫy thông thiên quang mang ở phát ra chiến ý bất luận cái gì một góc đều có người hoặc là tiên đều ở phát ra hò hét bọn họ không sợ đại chiến không sợ sinh tử chỉ vì có thể lấy về đã từng lưng cùng tôn nghiêm hảo nếu các ngươi muốn chiến vậy đừng hối hận hôm nay tiên giới thay đổi triều đại Vô Ngã Sơn ông trời tôn bộc phát ra tới đáng sợ thanh âm. Thỉnh vương, chương 3040 lừng lẫy. Theo Vô Ngã Sơn ông trời tôn một tiếng Thỉnh vương, toàn bộ tiên giới nháy mắt như là mất tiếng. Giống nhau, bởi vì vương, vương trọng tới đều là một cái cấm kỵ đề tài. Trọng tới đều là đại biểu tối cao chiến lực, trọng tới đều đại biểu lực lượng tuyệt đối, nếu thật sự có vương tới, như vậy, toàn bộ tiên giới liền phải thật sự luân hãm, giờ phút này chiều phượng hoàng biến sắc Nàng muốn đi ngăn trở, nhưng là lúc này, vô ngã sơn nhộn nhạo khởi từng đạo hư vô chi lực. Như là hàng tinh gió lốc giống nhau. Quét ngang toàn bộ vũ trụ, đồng thời bên trong trộn lẫn đáng sợ khí vận, hơn nữa ngay sau đó. Khí vận như là bốc cháy lên giống nhau, tranh, một tiếng đáng sợ cầm huyền giống nhau thanh âm. Chấn động thiên địa, triều phượng hoàng bị ngăn cản, vô ngã sơn kia ông trời tôn chắp tay trước ngực, sau đó vỗ tay lớn một cái. Tiếp theo từ trong lòng ngực móc ra tam căn thật lớn hương, kia hương muốn lấy sinh mệnh hồn hòa. Bậc lửa ông trời Tôn hiển nhiên không tính toán chính mình ra tay, bởi vì hắn một khi ra tay sẽ dẫn tới lợi hại hơn người xuất hiện đến lúc đó không còn phải Thỉnh Vương ra tay, cho nên Hà Tất Cất giấu, trực tiếp Thỉnh Vương ra tay, đến lúc đó, mặc dù là so với hắn lợi hại cao thủ cũng không dám ra tay hắn lấy tự thân mênh mông sinh mệnh lực thiêu đốt bậc lửa kia tam căn thật lớn hương hương quang mang lộng lẫy như là trong thiên địa nhất sáng ngời là hằng tinh hương ở cực nhanh thiêu đốt hương ở hóa thành từng đạo khủng bố xương khói xương khói ở kêu gọi muốn đánh thức cổ xưa lực lượng đánh thức không thuộc về thời đại này vị kia không biết vị kia đến từ nơi nào không biết vị kia sẽ từ đâu tới đây nhưng là trong thiên địa mơ hồ có thể nhìn đến theo này hương bậc lửa đó là một góc đại thế giới đó là quân lâm sơn bọn họ tự do ở thời gian sông dài bên trong chẳng lẽ thật sự có vương buông xuống mà đến tiên giới có người kinh hô không cần đánh nga à? lăn hôm nay đừng nói vương chính là thiên vương lão tử tới cũng muốn đánh bởi vì lạc tôn muốn đánh cùng lắm thì tiên giới rách nát đời sau lại vô tiên nhân cùng lắm thì, hôm nay lúc sau, thứ năm kỷ nguyên băng toái, đời sau lại vô thứ năm kỷ nguyên, ta. Dương Trường Thanh, nguyện đi theo lạc tôn, cùng sinh tử, cộng phó cửu thiên hoàng tiền lão. Phu tái nhật đạo nhân, nguyện ý tùy lạc tôn ra ngựa bọc thay. Yên giấc ngàn thu sơn dã chi gian, ta. Phổ long hoa, một cái cá nhân, từng câu hò hét, rất nhiều người ở sợ hãi. Nhưng là cũng có như vậy vài người, bọn họ không sợ chết sẽ chết, cha, ngươi không cần lại phóng thích hơi thở. Một cái tiểu nam hài khóc thút thít mở miệng nói, lân nhi, nhớ kỹ, chết không đáng sợ. Cái kia tráng hán vuốt con của hắn đầu, kia cái gì đáng sợ. Con của hắn trong mắt mang theo nước mắt, dùng khóc nước nở mở miệng nói, lân. Nhi, đã không có lưng, đã không có tôn nghiêm, so chết còn muốn đáng sợ, cha. Chờ một trận chiến này, cùng cha trong lòng cái kia vương cùng nhau đại chiến, đợi năm nghìn năm mà một cái trong thôn, một cái lão binh vẫn luôn ở ma đao, cây đao này. hắn ma năm nghìn năm, tiên giới lại lần nữa bạo phát đáng sợ lại khủng bố hò hét mà tiên giới đích xác khởi phong kia phong một đạo tiếp theo một đạo đại đạo mắt thường có thể thấy được hỏng mất vạn vật mắt thường có thể thấy được đang run rẩy thiếu hoàng chủ còn tiếp tục sao lạc vô cực không có nói đỉnh vậy đánh. Triều Phượng Hoàng trong mắt mang theo một mặt điên cuồng, làm như vậy hậu quả thực đáng sợ. Bởi vì đó là vương, nhưng là, nếu đáp ứng rồi. Vậy làm được đế, thần linh đại quân công kích càng khủng bố. Vô ngã sơn ông trời tôn ở thỉnh vương buông xuống, cho nên hắn đằng không ra tay hỗ trợ, mà thần. Linh đại quân điên cuồng tiến công, làm vô ngã sơn tiên nhân, một đám ngã xuống. Hoặc đẫm máu bay tứ tung, hoặc bị vây ẩu đến chết, lạc vô cực còn không gọi đình. Võ thần giờ phút này có chút lo lắng. Hiện tại như là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống giống nhau, nhưng là núi sông địa lý cầu chia sẻ. Bên kia thị giác tiên giới người thấy được. Lạc Trần thật sự không có bất luận cái gì kêu đình ý tứ, ầm vang vô ngã sơn hoàn toàn băng. Nát cơ hồ toàn bộ vô ngã sơn đều là thi hoành khắp nơi giống nhau, thảm thiết đại chiến. Dẫn tới vũ trụ đều đã rách tung tóe nhưng là lạc trần trước sau không có kêu đình đây là lạc trần ý chí cho dù là vô ngã sơn ở thỉnh. vương lạc trần cũng không có kêu đình vẫn như cũ làm triều phượng hoàng diệt vô ngã sơn lạc vô cực ngươi tất bị thiên đao vạn quạt tùy ta vô ngã sơn chôn cùng hắn rốt cuộc muốn làm gì trần thổ đều nóng nảy vương thật sự tới ai đi chắn lấy cái gì đi chắn có ai có thể chắn cho dù là thiên tôn cho dù là chín đại thánh địa đều không được nhưng là lạc trần giờ phút này lại bất kể hậu quả ở làm việc tiên giới rất nhiều người cũng đi theo cùng nhau điên cuồng điên rồi quả thực điên rồi đây là muốn làm cái gì muốn đại quyết chiến sau vẫn là muốn hôm nay trực tiếp hủy diệt toàn bộ thứ năm kỷ nguyên hương ở cực nhanh thiêu đốt thật lớn hương ở đốt cháy bên trong mang theo từng đạo lộng lẫy lực lượng kia lực lượng mọc lan tràn mang theo khủng bố hơi thở buông xuống phía chân trời như là ngân hà quay cuồng tạc nứt ra giống nhau, tiếp tục tiến công tứ phương hải. Triều Phượng Hoàng sợ hãi, bởi vì quân lâm sơn kia một góc ở chấn động, kia chấn động một góc. Thật sự hiện hóa, thật sự khả năng có vương muốn tới, cho nên, một trận chiến này. Hậu quả thật sự đáng sợ. Nhưng là, Lạc Trần vẫn là không có cho nàng bất luận cái gì tin tức này liền tỏ vẻ. Lạc Trần vẫn là muốn đánh, như vậy, Triều Phượng Hoàng chỉ có thể căng ra đầu thượng thiếu. Hoàng chủ thật sự không thu tay sao? Thật sự muốn đi theo cái kia kẻ điên cùng nhau ta. Sau lưng cũng có vương cùng kỷ đệ Tam Nguyên, mà lạc vô cực sau lưng cái gì đều không có. Hắn đều không có sợ hãi, ta sợ cái gì? Triều Phượng Hoàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là liền nói chuyện thời điểm. Môi đều run rẩy, nàng đã sợ hãi lại hưng phấn, hậu quả quá nghiêm trọng a à, đã. Cái này phân thượng chết thù đã kết hạ tới cho ta bằng nhanh tốc độ đánh xuyên qua tứ phương hải triều phượng hoàng tự mình động thủ đầu tàu gương mẫu trực tiếp nhằm phía tứ phương hải hảo nếu một hai phải như thế vậy cùng chúng ta chôn cùng đi tứ phương hải có thiên đạo đại tiên trực tiếp lựa chọn tự bão sau đó thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa dùng để ra tốc hương thiêu đốt quân lâm sơn kia một góc chấn động càng vì mãnh liệt toàn bộ tiên giới có một cổ như có như không thanh âm như là nỉ non tự nói như là kêu gọi như là ở niệm tưởng vô niệm tưởng vương không về hiện giờ niệm tưởng tới điên rồi sao lạc vô cực chính là người điên nhưng là lão tử thích ha 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 đến đây đi nghẹn khuất năm nghìn năm bất luận cái gì địch nhân đều đã không sợ gì cả sợ người lăn không sợ tùy lão tử thượng thanh phong chúng ta cùng nhau trực diện vương cùng lắm thì vừa chết đến đây đi tiên giới rất nhiều người giờ phút này cầm lấy vũ khí. Trực tiếp lên trời mà thượng, bọn họ không sợ hết thảy. Thấy chết không sờn, bọn họ tay cầm tiên binh, hoành thiên trảm đạo, bọn họ ánh mắt kiên nghị. Dục cùng vương một trận chiến, này phân tự tin, đến từ một người. Lạc vô cực.